Namo tassa Hôm nay thì từ chúng ta có thể hỏi đáp về thiền những thắc mắc gì đó. Dạ, thưa bạch sư, hôm trước con nghe sư dạy á, con ở nhà con có hành thiền sư, thì con hành thiền đúng sơ ra thì con cũng tập trung hơi thở, sau đó con sẽ nghĩ là chỉ có ánh sáng và sau đó là cái hình con nó an lạc, nó phòng nó căng ra, thì con nghe sư dạy là quan sát cái ý là nhưng mà mình vẫn theo dõi cái hơi thở chứ không bỏ, đúng, và luôn bám cái hơi thở để cho mình và kết hợp vào quan sát tất cả những cái gì nó xảy ra trong lúc mình ngồi thiền tức. Con ngồi tới chừng mà một khoảng tiếng rưỡi á. Khi con xả con biết tiếng rưỡi, nhưng mà trong lúc con ngồi con không có biết giờ đâu, tại vì nó không biết giao với sư. Nhưng mà tất nhiên tới lúc, có một lúc nó hiện ra rất mạnh mẽ, mà con có thể con cười lớn luôn. Xong tới một lúc con cảm thấy con không còn nghĩ lạc với sư, mà con chỉ biết là nó cứ nhẹ nhàng và nó mát mẻ, và cái thân con nó an lạc, mà con không thấy hỷ lạc nữa. Thì tới lúc đó thì con cũng quan sát cái sự sanh diệt của nó, và quan sát những cái sự vô thường của nó, tại vì nó biến đổi liên tục mà, vì cái đó là vô thường. Lúc trước đó có hỷ lạc không? Tức là trước lúc trước nữa đó. Lúc trước thì con thiền này hả sư? À. Dạ thưa, có là con có là con niệm con Đức Phật á. Rồi sau đó là con có hỷ lạc. Cho nên khi mà sư hướng dẫn con qua cái này thì con qua cái niệm con Đức Phật, con cũng có hỷ lạc, có ánh sáng. Cũng có an lạc của thân. Thì con thiền của Vipassana này con 5 phút là con có hỷ lạc liền luôn thưa sư. Nhưng mà con muốn hỏi sư là khi mà con hỷ lạc với một thời gian thì khi nó không còn hỷ lạc, thấy nó an lạc, nó nhẹ nhàng thôi. Nếu cái hỷ mình được tu tập á, khéo tu tập nó, khéo chánh niệm đó, thì cái hỷ này đó nó đưa đến viên mãn luôn, cái hỷ nó thuần thuộc viên mãn, nó đưa đến tịnh, thì lúc đó con không thấy nó đưa đến an tịnh, dạ. Nó đến tịnh lạc, dạ. Mà nó không phải là hỷ, tại vì cái hỷ pháp hỷ nó còn thô lắm, pháp hỷ nó làm cho cái tâm mình nó không có lắng, nhưng mà nó mát, nhưng mà nó mát lân lên. Còn cái từ cái hỷ này đó, mình vẫn duy trì cái đối tượng chính. Đối tượng chính là cô là gì? Ví dụ như là hơi thở. Thì mình đó, vẫn ghi nhận cái hơi thở, bắt một cái điểm nào đó trong hơi thở, để chỉ để tăng cường cái sức định bên trong. Tăng cường sức định bên trong. Thì sức định bên trong nó mạnh đó, thì cái hỷ này nó càng mạnh. Do cô mà theo hỷ nhiều quá mà cô bỏ quên cái đối tượng chính đó, ban đầu á, thì cái hỷ đó yếu trở lại một hồi mất. Cho nên mình phải biết cái gì mà mình phát triển nó. Ví dụ như bên trong á, cô đặt vào một điểm nào đó ở trên hơi thở, một điểm nào cũng được, ở trong toàn thân này, đặt một điểm nào cũng được, nhưng mà phải quan sát cho nhiều, chịu khó cảm nhận quan sát cho nhiều, thì hỷ đó nó sẽ mạnh lên. Tức là chánh niệm đi cái hỷ liên tục, nhưng mà cũng bắt cái điểm đối tượng, một điểm làm cái điểm cho nó sức mạnh của mình nó mạnh hơn. Ví dụ như một con trâu đi, mình cột vô gốc cây á, nó mới đầu mình cột vô đó thì nó đi lẳng quẳng vòng đó thôi. Còn nếu mà mình không cột á, nó đi mất tiêu luôn, hiểu không? Nó thì nó cái sức mạnh ở đây đó là nó kìm con trâu, sợi dây nó kìm con trâu nó lại, nó không có nó đi vòng gốc cây đó. Chính vì đó đó thì cái tâm, chính vì đó mình cột vô một điểm duy nhất bên trong đó, thì cái tâm nó mình tăng cường, nó mạnh, cái sự quan sát của hỷ nó càng rõ hơn nữa. Cái sự quan sát của hỷ đây đó là mình thấy cái hỷ nó dần dần đó, nó nhu nhuyễn hơn, nó nhẹ hơn. Và do hỷ đó sanh đó thì hỷ nó khắc chế được cái sân. Tại lúc mình có hỷ cái sân mình không có sanh. Nó mình làm giảm được cái sân. Thì lúc đó đó cô vẫn giữ cái một điểm bên trong cho nó vững, mà cô vẫn quan sát thấy cái trạng thái hỷ đó nó mở rộng, nó lan tỏa hết toàn thân luôn. Nhưng trong khi đó mình phải có thái độ nha, chơn chánh, tức là buông xả, không có chấp bất cứ điều gì nữa. Quan sát, ghi nhận chỉ là ghi nhận thôi, hỷ này cũng không phải của tôi, của ta. Nên nhớ đó, đôi khi đó, mình bắt lên cái hỷ mình mà bỏ lên cái đối tượng trước đó là hỷ nó suy giảm đó, hỷ nó yếu lại. Tại vì mình dính cho cái hỷ, mình đeo đuổi cái hỷ, mình tìm cái hỷ, mình sợ cái hỷ nó mất, cũng là một cái vấn đề tham. Cho nên đó, mình vẫn duyên tu tập trên cái hỷ đó, nhưng mà không có dính mắc trên đó, luôn luôn cái tâm đối với cái trạng thái hỷ nó như thế nào,
nó có thích không, nó có dao động không, nó còn dao động như thế nào, mình kiểm tra cái tâm mình lại. Nhưng mà đối tượng chính bằng một điểm là bạn nắm nó. Tại vì Vipassana đó, cái tâm nó sanh diệt rất là nhanh, cho nên dường như là mình làm một phút, trong một khoảnh khắc mình làm rất là nhiều việc. Một khoảnh khắc vậy này ha, cả ngàn cái tâm nó sanh khởi. Có vậy đó, cho nên đó mình thấy một trong khoảnh khắc đó đó, mình làm rất là nhiều chuyện cùng một lúc. Thực sự cái tâm á, mỗi một cái tâm nó bắt một đối tượng, nhưng mà nhiều cái tâm nó sanh khởi vậy đó, dường như là mình bắt rất là nhiều đối tượng, hiểu không? Mình làm rất là nhiều việc. Tại vì á, một sát na bắt một cảnh, sát na bắt con cảnh thôi. Nhưng mà nhiều khoảnh khắc sát, tức là nhiều cái tâm á trong một khoảnh khắc đó. Nên vậy nó ghi nhận rất là nhiều cảnh trong đó. Mình nhớ đó. Làm sao cái hỷ này nè, phải tư duy nó là hỷ không phải của tôi. Hỷ không phải do mình coi thích thú không? Sự cái tâm mình có rung động với hỷ, có thích thú như nào, mình kiểm tra cái tâm đó thì cái tâm nó lắng dịu lại. Cái tâm lắng dịu lại đó thì cái hỷ nó tới nữa. Tại vì hỷ nó có năm trạng thái hỷ lặng. Ví dụ như ban đầu của cô là khinh hỷ, nhưng mà thực sự của cô á, đầu tiên là tiểu đắng hỷ của cô là khinh hỷ á, khinh hỷ. Và khinh hỷ mà nó mạnh hơn khinh hỷ chút nữa đó, nó vẫn còn thô là hải triều hỷ, tức là làm cho mình á giận cái mát cái nè. Trong thân á nó giận tới giận luôn cái mát. Nhưng mà cái đó vẫn còn thô. Cho nên là mình phải ghi nhận cái hỷ đó là sao, đừng để chăm dao động tới cái hỷ đó mà vẫn tu tập nó, chánh niệm cho cái hỷ đó. Hiểu toàn bộ trạng thái đó, thể nhập hỷ toàn bộ để hiểu nó mà không dính mắc nó. Luôn luôn đó, kiểm tra cái tâm, cái trạng thái tâm của mình, rung động đó với nó như thế nào. Mình thấy rung động thì mình bớt rung động lại. Tức là tu tập kìm cái tâm bớt rung động lại, bớt dính mắc lại. Đôi khi cái hỷ mình thấy mình thích quá đó, cái nó hồi hộp, kiểm tra cái hồi hộp đó. Rồi kiểm tra cái tâm mình đó, làm sao giảm cái hồi hộp đó, giảm cái rung động đó. Cái đó mà nó càng thanh tịnh đó thì hỷ nó càng tới. Vậy đó. Tế một lúc nào đó có hỷ, cái tâm của cô nó lắng một mức nữa, nó không còn thô gì nữa. Nó lắng nữa đưa đến đó, viên mãn hỷ đưa đến lạc sanh. Thật sự viên mãn hỷ bắt đầu lạc có liền, cái an lạc toàn thân thấm nhuần cái lạc bên trong luôn. Nhưng mà đừng bao giờ để tâm dính mắc, tu tập nhưng mà không bao giờ dính mắc cho nó. Bằng cách là quán chúng là vô thường, quán chúng luôn luôn thay đổi. Quán chúng là vô ngã, không có tôi, không có ta. Quán như thế với cái thái độ như thế đó, mình sẽ không có làm cho ái sanh. Làm cho ái nó suy giảm từ từ. Ái là thích thú trên cái hỷ đó. Nhớ cái tâm đó rất là nhiều. Đúng, không có sai. Nhưng mà phải tư duy quán. Rồi sắp tới có gì Trịnh nói tiếp. Tốt đó chứ không có sai. Tại vì á, để qua từ, tại vì cái pháp tiến bộ đó ít nhất phải có cái hỷ. Những người nào tu mà không có pháp hỷ đó, toàn là bất thiện nhiều lắm. Tại vì cái hỷ nó sanh lên nó sẽ khắc chế được cái sân. Nó khắc chế từ từ. Pháp mà càng mạnh đó, thì những bất thiện pháp nó càng suy yếu. Cho nên thiện pháp của mình mà càng ngày càng viên mãn nhiều thì bất thiện pháp nó biến mất từ từ. Đó. Nhưng mà không phải mình vì cái thiện pháp này mình dừng lại đó. Những cái thiện pháp này hỷ lạc mình vẫn tu tập để không dính mắc đó. Đây là cái kỹ thuật để tâm mình đi lên nữa, nó cao thượng hơn nữa. Nó dần dần mà mình lên tới những cái tâm đẳng, tâm cao thượng, cái tâm mà nó rộng lớn, tâm rất là trong sạch. Vậy đó, khi mà cái tâm mình nó càng trong sạch đó, chánh niệm của mình nó càng cao. Nó vậy đó. Cho nên mục đích của mình là tu tập cái chánh niệm ở đây nè, nhưng mà mình nương những cái pháp đó thôi. Những cái pháp này nó không có cao thì tâm chánh niệm mình cũng không lên cao được. Nó vậy đó. Tại vì tất cả các pháp đó ha, do nhờ niệm mà nó tăng trưởng. Cho nên chánh niệm ghi nhận liên tục nha. Niệm ở đây là mình quét liên tục, không có dừng. Giữ cái chánh niệm ở đó. Chánh niệm dừng là pháp nó bị dừng lại. Cái quan sát cùng phối hợp với ghi nhận liên tục toàn bộ bên trong hết trơn luôn. Bên trong đây nè, giữ cái tiến trình đó không gián đoạn. Mà tiến trình đó gián đoạn là chánh niệm mình gián đoạn. Chánh niệm gián đoạn là một cái chập tâm khác nó sanh lên để làm cho cái tiến trình nó mới nữa, nó không có trong sạch. Vậy đó. Mình nhớ. Cũng được. Trước đây thì con niệm thường là con thiền mà con niệm thở. Con quán từ đỉnh đầu xuống đến được. Đầu ngón chân, rồi đi xuống. Thì con cảm thấy con rất là chánh niệm, con ít phóng tâm. Nhưng mà cả tuần vừa rồi thì con đang tập quán hơi thở theo cái lời dạy của sư, còn hình như là mới
Không sao cả, bây giờ nếu mà cô thấy cái thọ cô thích hợp, cô theo cái phương pháp đó. Cô thấy cái nào không, mình không nhất thiết phải ghi nhận đối tượng, tại vì tất cả các đối tượng đều là tu tập được hết thân thọ tâm pháp, hiểu không? Nhưng mà cô thích hợp cái quán thọ gì thì cô theo cái con đường đó. Mà cô thấy cái hơi thở này khó nắm bắt, không có rõ bằng, phải không? Thấy cái thọ nó rõ hơn thì cô bắt cái thọ đó. Bắt cái thọ đó thì cô chánh niệm với cái thọ đó, cô cũng biết được cái tâm của cô chứ không phải không biết. Mình biết cái tâm, trạng thái tâm của mình như thế nào, mình biết được hết à. Rồi cái pháp từ từ tiến lên cũng biết được pháp. Rồi mình biết được cái ta, cái thân của mình, cái thọ đang trên cái thân này nè. Nhưng mà cái thọ là đối tượng chính, thọ nó nổi trội. Thì ghi nhận cái thọ đó. Thực sự thâm thọ tâm pháp, cái nào nổi trội mình theo cái đó. Mình dễ bắt, mình dễ làm cho cái tâm nó thanh tịnh, thanh mà cái tâm nó dễ làm mà tiến bộ hơn, tức là làm cho cái tâm mình đó nó bớt phiền não thì mình theo cái phương pháp đó. Bớt phóng dật thì theo cái cách đó. Có rất là nhiều cách tu, nhưng mà chung quy là trên tứ niệm xứ hết đó. Nhưng mà mình bắt cái thọ chính thì những cái khác mình cũng biết hết trơn à. Thân thọ tâm pháp, nhưng mà cái thọ nó nói bật. Mình cũng biết được thân. Mình tuy rằng mình niệm cái thọ, nhưng mà mình biết được thân, biết được pháp, biết được những cái khác. Nhưng mà cô ghi nhận cái thọ là thương chỉ cho cô quán cái thọ cũng không được nhanh lẹ quá, từ từ thôi, chậm rãi thôi, đi cho đều. Nếu mà bị có chướng ngại đó, cảm thấy quán không có qua đó, thì cứ tiếp tục nha, đừng có dừng lại, để cho cái tiến trình đó nó liên tục trên xuống, quét từ trên xuống, từ xuống đi dưới đi lên, làm cho cái tiến trình nó luân lưu liên tục. Một lúc nào đó cô sẽ thấy toàn thân này là một cái khối thọ, chứ không còn rời rạc nữa. Sẽ bí mật cho chút xíu thôi. Hiểu không? Ráng đi, tại vì nếu mà cái chánh niệm của mình đó, nó giữ liên tục nha, thì cô thấy một lúc nào đó cô thấy toàn thân này là một khối thọ. Khối thọ lúc này nó còn thô lắm. Từ từ khối thọ thô này mất quán nữa, khối thọ đó sẽ tế một mức rồi đó, khối thọ tan rã không còn gì hết. Cứ tiếp tục nha, giữ cái tiến trình chánh niệm liên tục, không để gián đoạn. Thì cô sẽ tiến bước thêm một bước niệm thọ nữa. Ví dụ như mình quán từ trên tới đây mà thấy bị chướng đây rồi, cứ tiếp tục cho nó qua, tiến tiếp nữa, đi xuống nữa, chứ đừng có dừng ở đó nha. Mà rồi nếu mà trở ngại thì mình hãy tư duy đó nè, cái sự trở ngại ở đây đó là không có thật. Sự trở ngại ở đây đó là vô thường. Mình coi cái vô thường như thế nào, nó trở ngại nào, cái tự nhiên nó tan dần dần, cái mình lướt qua. Chứ mấy vị nó thấy dừng mà mấy vị đừng có dừng ở đó. Dừng ở đó nó sẽ tăng trưởng cái chướng ngại thêm nữa. Nên nhớ đó, Vipassana là chúng ta phải vậy đó. Phải có trí tuệ mới vượt qua. Còn nếu không là chúng ta càng tưởng chướng ngại càng nào, cái tưởng chướng ngại nó càng mạnh. Vậy đó, mình phải tư duy mọi thứ nó đều thay đổi, nó không có thật. Nó chỉ là pháp hữu vi thôi, nó chỉ là hiện tượng thôi. Mình nương đó để mình huấn luyện cái chánh niệm, huấn luyện cái tâm, chứ không phải cái đối tượng đó là quan trọng. Đối tượng chỉ là đối tượng thôi, quan trọng là cái tâm của mình đối với đối tượng như thế nào. Cái thái độ mình đối với cái tượng như thế nào mới là quan trọng. Thái độ mình có xả hay không, thái độ mình có chấp hay không. Có chấp thì buông ra, có xả thì duy trì cái thái độ xả đó. Hiểu không? Là cái chương trình nó đi tới, còn đối tượng không có quan trọng. Nhưng mà mình nương đối tượng để phát triển cái tâm, vậy đó. Chứ không phải ôm cái tâm, chứ không phải ôm đối tượng mà quên đi cái tâm. Mỗi người có cái đối tượng tu tập khác nhau, không ai giống ai, chứ người nào thuận lợi cái nào thì mình theo cái hướng đó. Hiểu không? Mình thấy cái hướng nào tốt cho mình đó, dễ làm thanh tịnh tâm thì mình theo cái hướng đó. Chứ không phải là mình thấy người ta niệm thọ, chạy niệm thọ, mình thấy người ta niệm hơi thở, chạy niệm hơi thở, trong khi đó mà mình thuận cái này. Nhớ mấy vị nhớ đó, cái nào, ví dụ như mấy vị đó, giờ đi xe, bây giờ tôi chỉ biết xe đạp thôi. Xe hơi tôi biết lái thì thôi, đi xe đạp chứ sao giờ, không lẽ cố đi xe hơi, hiểu không? Bây giờ xe nó rất là loại xe, mình thuận chiếc xe, mình quen lái xe nào mình đi xe đó đi, hiểu không? Nó đi nhanh, chậm mà chắc, chứ đừng có giỏi, không sao cả. Từ mỗi phương pháp, mỗi người khác nhau. Thì rất là an lạc, nhưng mà con bỏ một thời gian thì có mặt bây giờ
không có nhiều lúc thì con cố tìm cái hơi thở cho tự tội về tập cái hơi thở mũi con cố tìm hơi thở nhiều không có thấy hơi thở nếu con phải để tay lên không thấy hơi thở cũng sao nó có và mình không thấy thôi nhưng mà mình cứ biết không thấy không sao cả từ từ nó lòi ra từ từ mình bắt được rồi cho nên mình đừng để tâm là lo lắng này kia không biết chỗ đó đâu sao đâu quan trọng là cái biết của mình nó luôn luôn có mặt cái hay biết chánh niệm luôn luôn có mặt lần hồi cái hơi thở mình thấy ra không cần giỏi cái đó là cái ngủ đó cái hôn trầm nó vi tế lắm á mấy cái đó chứ nhưng mà mình làm sao phải rút kinh nghiệm nha những cái tâm đó cái tâm im gì đó hãy tăng tỉnh giác đi để ông thân họ bị rút vào đó đó cái hôn trầm nó luôn luôn kéo tâm mình trùng vô đó gục cái hôn trầm đó mà cảm thấy nó im tưởng đâu là cái pháp gì là lạ nha đút cái tâm vô đó cái là bị sụp vô đó liền á tại vì bản chất của hôn trầm nó không có sử dụng được nó không có nhu nhiến nó làm cho cái tâm mình nó bị sững lại trong đó chìm trong đó liền hôn trầm nó sanh lên nó vậy đó bản chất hôn trầm vậy đó cho nên mình phải thật tỉnh giác mình biết là thêm êm nhiều nâng tỉnh giác lên nâng tỉnh giác lên nhìn cái tâm lại nhả bớt đối tượng ra buông bớt đối tượng ra xả liền cái mình nhìn cái hôn trầm mình coi có phải hôn trầm không nếu mà không phải nếu mà nó là hôn trầm mình thì mình phải quan sát thật là nhanh để nếu không là hôn trầm nó kéo mình đó mình sử dụng cái quan sát cho nhiều để mình không có suy nghĩ tại vì mình ít làm việc chậm quá cái sự tỉnh thức và sự quan sát chậm quá cho nên cái suy nghĩ nó kéo bây giờ tăng tốc cái quan sát tăng tốc cái chánh niệm cho nhanh quét cho nhanh thì cái suy nghĩ nó không kéo do mình không chịu làm việc mình làm việc bằng tâm mình phải chịu làm việc tại vì mình rảnh rỗi thì bị ác bắt thiện pháp nó kéo mình đi nhẹ suy nghĩ hiểu không tức là cái chánh niệm của mình nó còn hơi không có lanh lẹ mà nâng cái chánh niệm lên bây giờ muốn lanh lẹ bằng cách nào ghi nhận cho nhiều quan sát cho nhiều cái biết cho nhiều thì nó chịu làm việc đó nó chịu làm việc thì nó không có thời gian suy nghĩ vậy đó mình phải khôn khéo khéo léo mình lèo lái để tránh né phiền não cho nên mình phải phát triển cái thiện của mình lên thiện nó càng nhiều thì phiền não nó suy yếu thôi chứ phiền não mình không có đối đầu trực tiếp nó được đâu tại vì mình chưa đủ lực khi nào mình có định kìa người ta thấy phiền não người ta nhìn thẳng nó luôn phiền não nó sụp xuống liền còn lần này mình chưa có sức định sức niệm vững cho nên mình đối đầu với bất thiện là mình bị nó hút đâu mình bị nó giật liền mình bị nó chặt mình liền nó đè mình liền hoặc là hắt mình văng khỏi đối tượng suy nghĩ không hiểu không nhớ đó thiện pháp nào chưa sanh đó phải tu tập cho nó sanh khởi là gì Đức Phật nói vậy đó mà bắt thiện pháp nào đó đã sanh đó làm sao tu tập cho nó diệt ví dụ cái hôn trầm này nó đã sanh làm sao mai mốt đừng có để nữa phải kinh nghiệm đừng có để nó mạnh nữa mình phải khôn hơn trước nó khôn hơn nó lanh hơn nó để cho đừng có kéo mình vào nhớ đó cái tâm hôn trầm luôn luôn đó mấy vị mà đặt cái tâm vô là mấy vị bị kéo chắc chắn gục xuống liền tâm bất thiện nó không có sử dụng được không tâm mình không sử dụng nó được tâm thiện mình mới sử dụng nó được mới phát triển nó được được chứ bây giờ tập ghi thấy cái phòng xẹp được không được nhưng mà mình phải biết mình ghi nhận đây nhưng mà mình phải biết cái hơi thở mình đi xuống chứ không phải mình tập trung đây không mình nắm giữ đây nhưng mà mình cũng quan sát đi xuống được hiểu không tại vì mấy vị mà tại vì cái phòng xẹp đó là cái nơi quan trọng nhất của con người đó cái trung tâm hội tụ năng lượng ở bụng đó dưới bụng đó là cái dưới rốn khoảng bao nhiêu đây nè nó là cái nơi đan điền cái nơi mà quy tụ cái khí lực của con người mà mình đó, mà mình không chịu nhìn xuống đó khí tụ mình không có quy tụ được những người ta có sức khỏe có năng lượng đầy đủ ta đặt tâm đâu cũng được chứ tại vì họ sức khỏe đầy đủ năng lượng đầy đủ rồi thì đặt tâm đâu nó cũng tu được hết chứ còn mình đó, sức khỏe không có năng lượng không có rồi mình đặt tâm mấy chỗ khác nó chật lớp chứ nó không có được nó không được rõ cái năng lượng tâm nó làm cho con người định tĩnh hơn cái vậy đó con người mà có năng lượng tâm nó sức khỏe rất là khỏe
Nó cảm thấy rất là dễ chịu. Đó là họ có năng lượng. Còn mình năng, ví dụ nó ù ì nặng nề, tao không có năng lượng tâm. Tâm không có năng lượng. Cho nên tốt hơn quý vị phải dù bắt ở đây không được, nhưng mà cũng phải luôn luôn hay biết nó, để cho cái hơi thở mình đó, mình tích lũy mỗi ngày năng lượng mình đó, nó xuống, nó tích lũy một chút, nó hấp thụ nó, cái năng lượng thiên nhiên này nè, làm cho nó, làm cho sức khỏe mình nó khỏe hơn. Tại vì cái nơi cái đan điền phía dưới là nơi sinh khí của con người, mà mình tập trung vào đó thì cái sinh khí của mình càng sung mãn, thì là khí lực của mình càng sung mãn, thì thần lực của mình đó cũng sung mãn theo. Thời Đức Phật á, do biết bao nhiêu người người ta có sức khỏe hết trơn rồi, cho nên ngài không có chỉ phòng xẹp, không cần phải qua cái bước này, chỉ thẳng vô cái đối tượng nào họ thích hợp thôi. Mà những người nào không có đủ sức khỏe cũng không dạy nữa, để cho mấy đệ tử ngài dạy thôi. Đức Phật ngài dạy ai là người đó có bà la mật đầy đủ rồi, ngài là cái dạy thì người đó đắc đạo quả. Còn những người không có thì, tại vì biết bao nhiêu người, ngài đâu có thời gian để mà dạy mấy người mà không có đi, không có gì, hiểu không? Ngài đâu có đủ thời gian. Cho nên ngài chỉ dạy những cái người nào có căn cơ đầy đủ rồi, ngài thuyết pháp là người đắc đạo quả. Vậy đó, tại vì ngài giáo hóa đường nhân loại mà, cái quá cõi trời cõi phẩm thiên mà biết bao nhiêu người mà nói thời gian đâu mà đủ. Cho nên bây giờ ngày nay đó là hầu hết người ta đó năng lượng thất thoát đi rất là nhiều, mất yếu rất nhiều, cho nên mình phải hấp thụ để mà duy trì cái năng lượng cho mình phải có sức khỏe, rồi từ đó mình mới đặt tâm quán cho này quán kia, nó thấu triệt dễ lắm. Cho nên mình quay về phòng xẹp là tốt nhất. Tại vì ngày nay người ta đa số sức khỏe không có thể chất, không có giống như thời người xưa. Người xưa rất là khỏe, ngày nay thể chất yếu lắm, cho nên tu tập không có tiến bộ. Cho nên bây giờ mình muốn tiến bộ làm sao, mình hay ghi nhận cái phòng xẹp, hội tụ ở chỗ đan điền tinh, tinh quá khí, khí quá thần, giữ tinh luyện khí, khí quá khí, rồi từ khí quá thần lực. Mình có thần, mình đắc định đó, có thần. Vậy đó. Nhưng mà ghi nhận ở đây đó, nhưng mà cùng mình phải quan sát xuống được, hiểu không? Đặt cái tâm ở đây nhưng mà vẫn quan sát, cảm nhận cái năng lượng mình đi xuống, lắng xuống. Vẫn được hết à, hiểu không? Đi, vậy đi. Có ai hỏi nữa không? Cho một người hỏi đó nha. Có chú Thiện Nam nào có hỏi không? Cái gì cứ hỏi thoải mái, tại vì chỗ nào sẽ không biết chuyện đó. Hỏi đi, thật luôn đó. Hỏi về pháp hành. Cái gì cứ hỏi thoải mái. Pháp hành tứ niệm xứ, pháp hành thiền sa ma thá, thiền định cũng được, hỏi cái gì cũng được. Mời chú. Cảm giác làm sao? Cảm giác là chỉ phát lên trước à? Không còn nữa à. Bình thường là mình ghi đối tượng nào chính vậy? Mà đối tượng nào, đặt một đối tượng chính, phải có một đối tượng chính. Cũng được. Đó bây giờ á, do đó, đối với cái đau á, nhiều khi mình chấp nhận được, mình thấy nó không đau, tức là mình thấy cũng cái đau nó giảm đi, do mình chấp nhận với nó. Còn cái đau mà mình không chấp nhận, nó đau dữ dội lắm. Cho nên mình cái đau mà mình hiểu biết rồi, nó không phải là của mình. Mình chấp nhận cái sự thật của nó rồi, tự nhiên nó bớt đau lại. Mình thấy nó vui, nó ok. Chứ không phải vui lắm đâu, đau sao vui, nhưng ok. Nhưng còn cái vấn đề hỷ đó, do cái sự mà cái đối tượng mình tập trung đó, nó bị sao lãng, nó giảm năng lực đó rồi, thì nên cái hỷ nó giảm xuống luôn. Cho nên mình phải tập trung ở mũi, phải cho vững hơn nữa, nắm nó được. Bắt một điểm ở mũi đó, một điểm nào ở đó gần đây thôi, rồi mình tập trung vào đó, mình thấy cái hỷ nó sẽ khắc sanh lại. Khi mà bắt ở đây đó, mình cũng đừng có để ý bên ngoài gì hết nha. Âm thanh kệ nó, âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Cái nghe của mình luôn luôn nào nghe, nhưng mà đừng theo nghe. Cảm giác mình cũng gì nữa, cảm giác đối với ngồi hay là đối với cảm giác xung quanh gì đó,
mình cũng biết nó thôi, nhưng mà đừng có để tâm đến nó, biết một cách tự nhiên thôi, không không theo nó. Rồi bớt những cái mà tưởng này kia đó, nhưng mà luôn luôn nhớ này, hãy đặt tâm nhớ cái ở chỗ một điểm này cho nó vững vững, thì tự nhiên nó tâm nó sẽ hỷ, nó sanh, nó không bị chạy theo các cảnh nữa, không bị chạy theo trần cảnh nữa, tâm á thì cái hỷ nó sẽ sanh khởi. Do cái tâm mình đó ha, chạy trên trần cảnh nhiều quá rồi mình sao lãng cái đối tượng này nè, mình không có vững đó, thì cái hỷ nó mất từ 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 xuống, hiểu không? À, bây giờ mình làm sao mình vững đi, mình vững đi rồi mình lấy từ cái lực chỗ này mình quan sát, cho nên cái chỗ này mà chưa có vững đó, cái mình quan sát đi đó, nó không đủ sức, nó làm lắng động phiền não, cho nên nó hỷ nó cũng không có sanh nổi. Thực sự hỷ nó sanh đó là do phiền não nó lắc dịu xuống rồi hỷ nó sanh. Nó vậy đó, do cái lực của mình ở đây chưa đủ vững, và cái sự lan tỏa từ cái lực chỗ này nè, nó đi quan sát ra đó, nó chưa đủ sức đối với phiền não, nó chưa đủ sức làm cho phiền não nó im lại, cho nên hỷ nó mất, hiểu không? Giảm cái sự quan sát, mình tập trung đây cho chút nữa đi, để cho mình thấy cái năng lực mình yên rồi đó, nó yên thật sự đó, lấy cái yên đó nó sử dụng cái yên đó quán, hiểu không? Thấy cái lực năng lực này nó chưa rõ đó, mà mình đi quán rồi không có đủ sức, giống như chưa có sức mạnh này đòi đi ra đánh lộn rồi là không có đánh lại cái phiền não đâu. Cho nên cái sức mạnh đây đó, mình vững rồi đó, mình có thể cán cân được với phiền não đó, thì mình quán cho phiền não nó lắng dịu xuống, hiểu không? Cho nên mình phải nhớ đó, cái củng cố của mình nó quan trọng dữ lắm luôn đó. Cái đó không đủ lực rồi mình đối đầu với phiền não không có lợi, là mình bị phóng dật, bị sao lãng, bị tan cái năng lực, cái sức niệm của mình liền. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Vậy đọc Bali theo sư nha. Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thammang saranang gacchami. Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanggang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Dutiyam bisangam saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Tatiyam bi sanggang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Banatibata. Banatibata. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana. Adinadana. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Sikkhapadang. Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara. Kame sumiccha chara. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Sikkhapadang. Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada. Musavada. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Sikkhapadang. Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramiraja. Suramiraja. Machabamadathana. Machabamadathana. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Sikkhapadang. Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Quý Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, phải vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Sile na sugatin yanti sile na phogasambada sile na nebutin yanti tasma silang viso tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy quý vị ráng thọ trì giới lực cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Trong cái bài chánh tri kiến đó, vừa rồi thì chúng ta tuần trước chúng ta đã học xong cái phần thức ăn đó, tức là ahara. Thì
Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần về là tứ thánh đế. Trong cái tứ thánh đế đó thì gồm có gì? Thứ nhất là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Cho nên đó, đối với cái khổ đế đó thì tất cả những ai đó mà chúng ta muốn thấy được thực thánh của các pháp đó, các pháp đó là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là cái vấn đề, ba cái này rất là quan trọng, nó là mấu chốt. Mấu chốt trong cái tư tưởng Phật giáo đó. Nếu mà ai bác bỏ ba cái điều này đó thì người đó đó không có tức là cái khổ vô thường, khổ và vô ngã. Nếu mà bác bỏ thì thường cái vị đó là sẽ không có hiểu trong cái tứ thánh đế. Ví dụ trong cái khổ đế mà chúng ta bác bỏ thì chúng ta cũng không có hiểu thế nào là tập đế hay là diệt đế, đạo đế. Cho nên khi mà cái tư tưởng khổ trong cái tứ thánh đế này đó, chúng ta làm sao phải tệ tri đó, hiểu làm sao có hiểu biết cái khổ. Trong tương bộ thì Đức Phật Ngài cũng có nói là thánh đế về khổ đó cần phải được liễu tri. Liễu tri ở đây đó là mình phải hiểu, mình làm sao mình phải tu tập cái hiểu biết trên cái khổ của danh sắc ngũ uẩn, mình phải hiểu nó. Còn thánh đế về khổ tập đó là làm sao, cần phải đoạn tận. Tại vì á, trong cái khổ tập, cái tập đó, tức là mà cái nguyên nhân á, nguyên nhân của cái sự khổ chúng ta cần phải đoạn tận. Còn thánh đế về con đường đưa đến diệt khổ á, là cần phải tu tập. Tức là ý nói là cái con đường của đạo á, chúng ta cần phải tu tập. Con đường của đạo đây đó, con đường thánh đế đưa đến diệt khổ. Thì cái con đường của đạo đây nó gồm có đạo về hiệp thế và đạo siêu thế. Thì thông thường chúng ta từ cái hiệp thế chúng ta cơ bản chúng ta tu tập dần á, khi mà nó viên mãn nó sẽ đưa đến á, siêu thế. Ai mà thấy khổ á, thì người đó tức là ai mà thấy cái khổ thánh đế á, thì người đó cũng sẽ thấy được cái tập khởi của khổ và cái sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Cho nên khi mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta thâm nhập cái khổ thánh đế đó, thường thường là khi mà thâm nhập đó, thường thường chúng ta thấy luôn được cái nhân của nó, tức là cái tập khởi của cái khổ đó. Cùng một đo sắc na nhưng mà tâm lại thấy hai đối tượng một lúc. Đây là điều rất là đặc biệt. Thường thường đó là trong một sắc na chỉ thấy có một đối tượng thôi nha. Nhưng mà khi mà cái người mà tâm mà đạt đến gọi là nhất hành đó, tuệ định và tuệ nó viên mãn mà nó liên kết với nhau thành một. Thì lúc đó cái tâm nó xuất ly trên vượt lên các hành và nó thấy được khổ thánh đế, cái khổ tột cùng đó. Thấy khổ đó và thấy luôn cái nhân. Cho nên nó chỉ có những cái tâm mà xuất ly thôi mới có thể thấy được. Cùng một sát na mà thấy được hai cái đối tượng. Bình thường đó tâm chỉ bắt một đối tượng duy nhất thôi. Nhưng mà trong cái khổ thánh đế đó, vừa thấy khổ và thấy nguyên nhân của khổ. Đặc biệt cái chỗ này, cho nên Đức Phật Ngài nói đó, ai thấy khổ thì người đó sẽ thấy được tập khởi của khổ. Ở trong kinh có nhiều bài kinh nói cái điều đó. Là do tại sao mà cùng một con sát na tại thấy hai đối tượng cùng một lúc. Nó khó tin, thường thường sát na bắt một đối tượng thôi. Một sát na bắt một đối tượng. Nhưng mà trong trường hợp này đó, do cái tâm mà nó ly toàn bộ tất cả các danh sắc ngũ uẩn và nó thoát ly mọi cái phiền não. Cho nên ngay cái tâm đó nó rất là trong sạch. Nó trong sạch, nó nhu nhuyến mà trong sạch, mà nó có năng lực rất là dũng mãnh, uy lực luôn. Cái tâm nó đó trong sạch vô cùng. Cho nên nó thấy rõ cùng một sát na mà thấy được hai đối tượng. Khổ và nguyên nhân của khổ. Thường quý vị học vi diệu pháp đó, trong một sát na chúng một tâm chỉ thấy một đối tượng thôi. Tại đó là những cái tâm mà cái tâm ở cõi dục, cái tâm mà ở hiệp thế, cái tâm nó chưa có ly dục, nó chưa có trong sạch, cho nên nó luôn luôn là nó bắt đối tượng, bắt được một đối tượng duy nhất trong một khoảnh khắc thôi.
Còn cái tâm mà nó vượt lên khỏi các hành đó, xuất ly mọi danh sắc ngũ uẩn đó, nó vượt lên đó, thì cái tâm nó trong sạch. Lúc đó là nó thấy trọn vẹn về khổ. Tôi thấy cái sự mà kéo lại đi đó, tức là danh sắc, giữa danh sắc mà ngũ uẩn nó có một cái sự liên kết của cái ái, ái tiềm tàng trong đó. Cho nên thấy vừa khổ và thấy cái nguyên nhân của khổ chính là cái ái. Ai tu tập thì sẽ hiểu được cái điều này. Thường nói mà một cái trạng thái tâm mà sanh khởi lên là bắt hai đối tượng này, nó khó tin đó. Nhưng mà trong trường hợp đặc biệt này là thật. Thấy khổ và thấy sự nguyên nhân của khổ, thấy hai điều đó luôn. Nói về cái mà cái khổ đó, thật sự là trong cái nhân của nó, khi mà hành giả tu tập thể nhập sẽ thấy được cái nhân của khổ. Thông thường đó mà chúng ta tu tập đó, thì những người mà họ thường có cái tâm nào là tham hoặc là hỷ ái, dục ái nhiều đó, thì nói vô thường khổ vô ngã họ không chấp nhận đâu. Tại vì họ nó nói giáo lý này giống như là Phật giáo là giống như là bi quan yếm thế vậy đó, suốt ngày nói về khổ khổ khổ. Nhưng mà thực sự là thực tánh của nó là khổ cái gì. Chúng ta cần phải liễu tri, cần phải hiểu nó. Tại vì do những ai mà thường thường mà có ái dục cao đó, thường thường là họ không có thích nói gì thật khổ vô thường vô ngã đâu, họ không thích. Còn những người mà người ta có, tức là người ta dục ái ít, người ta có tâm tham ái ít đó, thì tâm thanh tịnh đó, thì họ có cái xu hướng rất là lạc quan. Lạc quan tức là họ làm sao phải để liễu tri được cái khổ này, để mà vượt qua cái khổ này, để đưa đến cái sự mà gọi là lạc quan hơn. Chứ nếu không mà thường thường là cái người mà người ta tham ái nhiều, người ta bi quan lắm, người ta nhìn đời rất là bi quan. Ta nghĩ là không phải, ta nghĩ là Phật giáo rất là bi quan. Không phải như vậy. Do họ không có hiểu được cái giáo lý, họ không có thấy được cái sự thanh tịnh, họ vượt ngoài cái sự mà cái sự khổ này, họ chưa có hiểu. Thì cái khổ đó nó luôn luôn đó với ai cũng có chứ. Bởi vì chúng ta có năm uẩn này đó, thì chúng ta luôn luôn có khổ. Cho nên cái phương ở phương diện của khổ đó, thường thường là khổ nó có ba cái phương diện khổ, như từng rồi chúng tôi có nói đó, tức là khổ đó, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thường thường là khổ là gì, là những mà cái mà hình thức thông thường đó, rồi nó hiển nhiên nó biến mất, đó là khổ. Ví dụ như có những cái sự vật này kia đó, tự nhiên nó hư, nó vỡ, nó mất đi đó, đó cũng là khổ. Mình thấy nó mất đi, mình khổ, mình đau buồn khổ, mình tiếc này kia đó. Rồi ngay cả trong người mình cũng vậy nữa, có những cái mà nhiều khi tay chân đang lành lặn, có những cái nó đau bất thình lình, mình thấy khổ. Hành khổ là cái sự bất toàn nguyện của những cái pháp hữu vi. Ví dụ như những cái pháp hữu vi bên trong đó, nó luôn luôn nó thay đổi, nó sanh diệt. Thì người ta thấy cái hiện tượng của hành khổ đó. Còn hoại khổ là cái sự biến hoại, do sự biến hoại gây ra. Ngoài ra còn có cái khổ về thân, khổ tâm. Ví dụ như sanh nè, sự già, sự chết, rồi hoặc là gần gũi với những cái mà cái người mình không có ưa, hoặc là xa lìa cái người mình yêu mến, hoặc là thì đó cũng là khổ. Khổ thân, khổ tâm. Những cái khổ trong đời sống hàng ngày nó đều là thường thường nó là khổ. Còn cái hành khổ đó thường là ví dụ như những cái gì đó mình bất tội nguyện, mình trong những cái pháp hữu vi nè, mình cảm thấy không có tội nguyện. Đôi khi mình thấy cái lạc đó rồi nó khổ, rồi xong hết cái lạc cũng khổ, hoặc là xả đó rồi nó cũng trở lại khổ, nó quay quẩn trong những cái điều đó, khổ đi khổ lại đó. Rồi nó tạo ra cái điều mình không có như ý được, luôn luôn bất tội nguyện. Những cái điều đó nó thuộc về hành khổ.
hoặc là các pháp nó luôn liệt chịu tác động của nhân, của quả, theo lực nhân quả. Nó cũng biến hoại, nó cũng thuộc về hành khổ. Hoại khổ nó do tính chất vô thường, ví dụ như cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, rồi chúng ta nhận thấy nó có đó rồi nó cũng biến mất đó, nó cũng là một cái loại hoại khổ. Nói chung á, nói tóm lại á, năm uẩn này là khổ: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Năm uẩn này là thuộc là khổ, tại vì tất cả chúng ta đó luôn luôn có năm uẩn này, và chúng ta thấy nó luôn luôn nó làm cho khổ đau, khổ não rất là nhiều. Cái khổ lớn nhất là khổ gì? Ngũ uẩn khổ. Mà làm thế nào để đưa đến sự đoạn diệt về khổ? Thì Đức Phật nói ví dụ như sự khởi sanh, sự đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn diệt của thế gian đó. Thế gian ở đây có nghĩa là thế gian năm uẩn đó. Đoạn diệt cái sự khổ của năm uẩn này. Cho nên trong cái vấn đề mà khổ thì chúng ta nó luôn luôn phải nói đến ngũ uẩn khổ. Thì ngũ uẩn khổ đó có là thứ nhất là gì? Sắc uẩn. Thì trong cái sắc uẩn này đó, nó có là đất, nước, lửa, gió. Tại vì đất đó, ở đây đó, nó là một cái yếu tố như là có thể giãn nở nè, có thể là yếu tố hoặc là mềm, hoặc là cứng, hoặc là nặng nhẹ. Đó là những đặc tính của yếu tố đất. Nó thuộc về cái mà sắc uẩn. Bởi vì thân chúng ta là hình thành nên bởi cái yếu tố của sắc uẩn, trong đó yếu tố đất. Nó có yếu tố đất trong đó. Cái đó là cái thọ uẩn. Thường thường giống thọ đó nó có gì? Nó có thọ lạc nè, thọ khổ và thọ xả. Mà cái thọ nó phát sinh đó tùy theo cái xúc. Ví dụ chúng ta nghe, chúng ta thấy một cái sắc đi, hoặc là nghe âm thanh, hay là ngửi, hay là nếm một cái gì đó đó, thì chúng ta nhận được cái loại xúc. Và từ cái xúc đó đó, nó đưa đến một cái cảm thọ. Cho nên á, đôi khi á, có những người, tôi cũng tùy những người, không phải ai cũng có cảm thọ giống nhau đâu. Đôi khi người ta vẫn thấy mắt thấy sắc, nhưng mà có người nhận một cái cảm thọ. Đâu có người thấy cảm thọ khổ, có nhiều cái ta thấy cảm thọ lạc, có người thấy cảm thọ xả, tùy theo mỗi người, tùy theo cái mà cái nhận thức của mỗi người, cái trí tuệ của mỗi người nữa, và cái tư duy mỗi người khác nhau mà họ cảm nhận cái thọ khác nhau, nó phát sinh ra đó. Sắc thanh hương vị xúc cũng vậy. Đối với ví dụ như cảnh thinh, đối với chúng ta nghe, cái nghe đôi khi có những người nghe mà họ thấy rất là thích, họ cảm nhận cái thọ lạc. Có những người nghe họ không thích, họ cảm nhận cái thọ khổ. Cho nên mỗi người nó có cái sự cảm nhận, và từ đó phát sinh cái thọ khác nhau. Cái thứ ba là tưởng uẩn đó. Ví dụ như là tưởng có sáu loại, ví dụ như sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thì có một cái sự tương đồng đó giữa cái mà cái tri thức và cái gọi là cái tưởng chi đó, hai cái đó nó là ví dụ trong khi mà thức hay biết đối tượng đó, thì lập tức nó có cái tâm sở tưởng bắt lấy cái dấu hiệu của đối tượng đó, thì nhờ đó mà phân biệt được cái đối tượng khác nhau, nhờ với lại dấu hiệu được đưa đến cái sự mà nhận ra cái đối tượng khác nhau nữa. Cho nên nó chính nhờ cái tưởng này là nó làm cho cái ký ức của con người á, nó sinh ra cái ký ức. Thường thường là cái tưởng nó đánh lừa chúng ta luôn luôn bị cái tưởng nó chi phối, nó lừa chúng ta. Chúng ta hai tưởng đủ thứ hết trơn á, mà chúng ta không có nhận ra được cái chân thật của cái bản chất của khổ. Thường mấy vị tưởng những điều tốt và ít ai tưởng những điều xấu lắm. Cho nên luôn luôn chúng ta đánh lừa chúng ta. Bất cứ thường thường chúng ta gì không đó, tưởng luôn tưởng cái điều tốt cho mình, ít có ai tưởng gì cái điều xấu.
Cho nên á, tại vì mà tưởng cái điều tốt như vậy đó, thường thường là sao? Làm cho ái, tham ái sanh khởi. Mà từ đó chúng ta lầm lạc đủ thứ chứ. Nếu quý vị tưởng, hay tưởng cái điều xấu đi, tưởng hoại diệt nè, rồi tưởng mà sự mà không có hiện hữu của nó, tự nhiên tâm quý vị xả ly, không có tham ái, không có dính mắc ái, không có sanh lên. Tâm từ đó nó hiểu được cái bản chất của sự việc. Tại vì bản chất của sự việc nó đâu có, sự vật nó đâu có thật đâu. Nó hiện hữu rồi thôi, rồi nó mất, được nó hiện chỗ này, đôi khi nó có duyên rồi, nó một duyên khác, rồi đôi khi nó cũng mất. Do chúng ta, bởi vì cái tưởng mà chúng ta bị điên đảo rất là nhiều. Hầu hết là khi mà tiếp xúc với các cảnh trần đó, rồi chúng ta tưởng ra. Cho nên thường thường các cảnh trần nó đánh lừa chúng ta rất là nhiều. Cho nên quý vị luôn luôn tạo ra cái tưởng giả không à, thật sự không có tưởng thật chứ đó. Cho nên nếu mà trong hành thiền đó quý vị á, mà chúng ta đó, tránh những cái tưởng giả, chúng ta phải tưởng những điều thật. Những điều thật là gì? Tưởng thật là gì? Quý vị biết không? Tưởng thật là tưởng vô thường, là tưởng thật đó. Tưởng khổ, tưởng vô ngã, đó là tưởng thật. Mặc dù nó là tưởng, nhưng mà lúc đầu nó là khái niệm thôi. Từ cái khái niệm này mới gì được tu tập trên nó lâu ngày á, cái chân tướng của nó hiện ra là vô thường thật, là khổ thật, là vô ngã thật. Mà do chúng ta không chịu, chúng ta tự tưởng ra một cái gì đó tốt đẹp cho chúng ta để đánh lừa chúng ta, mà từ đó tham ái đã sanh khởi. Hoặc là quý vị tưởng về, ví dụ như chúng ta ăn thức ăn hàng ngày, ăn quật thực, ăn cơm, ăn gì vân vân, chúng ta luôn tưởng như thế nào? Tưởng thức ăn này là nhờm gớm, để chi? Để chúng ta không có dính mắt. Cái ngày trước học thức ăn đó, ahara đó, hãy tưởng nó là nhờm gớm, rồi mình quán tưởng đó, thì như vậy nó tha mái, nó không có sanh trong đó. Mà thực sự nếu mà thức chúng ta ăn mà chúng ta không có chịu quán nó là nhờm gớm, chúng ta sẽ dính mắt, ái nó khởi, tham ái, hỷ ái, dục ái nó sanh khởi. Mà vừa rồi sư có nói là nơi nào, Đức Phật nói đó, nơi nào có hỷ ái, tham ái, hỷ ái, nơi đó có thức chú, tức là thức sanh đó. Thức này nó có ái liền trong đó, mà nó là cái mình móng đi tái sanh. Sau này cái tâm đó mà nó làm cái tâm mà cái tâm trục sinh đó, là chúng ta tiếp tục ái diễn tiến, tái sanh diễn tiến. Cho nên mà chúng ta đó, bất cứ thứ gì chúng ta hãy luôn luôn quán đó, đừng có để tham ái sanh khởi thì thức nó không có sanh. Cho nên nơi nào mà có tham ái, hỷ ái, dục ái thì nơi đó có thức trú, gọi là thức sanh lên đó. Thức trú tức là cái thức đó nó nương vào đó, nó sanh khởi lên, nó làm sanh khởi lên một cái tâm mới. Tâm này có ái trong đó, tiềm tàng cái ái đó là cái nhân cũng đưa đi tái sanh. Cho nên có những cái tưởng nào là chúng ta tưởng về ấn Đức Phật, đây là tưởng đúng đó quý vị. Tại vì ấn Đức Phật là có thật. Hoặc là chúng ta tưởng về gì? Sự hoại diệt, sự diệt, những cái này đó nó làm, nó là thật. Tại vì tất cả các pháp hữu vi nó đều luôn luôn có đưa đến sự hoại diệt. Cho nên trong lúc chúng ta tu tập đó, chúng ta thấy chướng ngại chỗ này chỗ kia đó, cái gì hãy tưởng hoại diệt. Đây là tưởng đúng, mặc dù nó tưởng nhưng mà tưởng đúng. Mà khi mà tưởng như vậy đó, chúng ta nó người ta gọi không phải là tưởng đâu, mà là tư duy khéo léo, tư duy chánh, tư duy nó vậy đó. Mặc dù là tưởng nhưng mà từ từ chúng ta tu tập nó trở thành một cái tư duy đúng đắn, rồi đưa đến thanh tịnh. Còn chúng ta mà tưởng cái gì tốt cho chúng ta đó, là thường thường ái nó sanh lên, làm cho cái pháp chúng ta ô nhiễm, tâm chúng không có thanh tịnh. Cho nên quán làm sao chúng ta phải khéo léo vận dụng những cái tưởng nào cho đúng đó, nó đưa đến đó, thanh tịnh phiền não, nó đến xả ly, nhờ đó mà tâm trở nên rất là thanh tịnh, hiểu không? Thì Đức Phật ngày dạy nó có những cái loại tưởng đó cần phải tu tập. Chứ chúng ta không lẽ ngồi thiền chúng ta tự nhiên ngồi nghĩ có hoa sen hiện ra, đây là tưởng sai đó. Có những người thấy vậy đó, tưởng đâu mình được cái gì như kia, nhưng mà cái đó tự mình tưởng ra, tự mình tạo ra. Cho nên hành thiền tuyệt đối đừng bao giờ tạo bất cứ một cái gì. Có những người ngồi thiền họ thấy họ bay chỗ này đến kia bay, tưởng không, nguy hiểm vô cùng luôn. Hoặc là họ
Mặc dù đó, mặc dù họ thấy cái thân nó phình to cũng như quả núi vậy đó, nó cao tới mây luôn. Do hiện tượng của yếu tố đất á, đất nó có hiện tượng phình ra. Nhưng mà mấy vị cũng đừng nên theo, hay biết nó thôi, đừng nên theo. Bởi vì đó nó liên kết với tưởng, nó làm cho mình cái pháp đó không có thật. Thực sự bên trong danh sắc này nó không có hiện tượng đó. Chúng ta nhìn thẳng vào danh sắc nó chỉ có là sanh diệt thôi, chứ không có gì hết đó. Do chúng ta tưởng. Mà nhiều người đó nói hoài không nghe, tu chật lắc gì mà nói không chịu nghe. Nó pháp tốt, nghĩ là được cái này nọ mà. Trời ơi, tu mà nếu mà giữ cái tâm đó mà tu thời gian điên á, bị khùng á, cái tưởng nó mạnh lên đó, nó điều khiển là bản thân họ luôn. Thật luôn đó. Cho nên chúng ta có những cái tưởng sai đó, chúng ta làm cho nó biến mất, làm cho nó hoại diệt, thì tâm mới dễ sẽ thanh tịnh. Còn mấy vị mà tưởng, nhiều khi tưởng đôi khi hành thiện Vipassana, một số vị tưởng Phật, thấy Phật hiện ra, không cũng sai luôn. Nên nhớ đó. Tại vì trong danh sắc này đó, không có những cái hình tướng nào chứ, không có cảnh sắc gì chứ, chỉ có sự sanh diệt thôi. Sự hoại diệt của tâm, của thân, nó luôn luôn chết đi từng sát na và sanh đi sanh lại, có nhiều đó thôi à. Mà mình không chịu mang theo cái đó mình quán, mà mình cứ tưởng tùm lum chứ, trở nên điên đảo. Rồi ha, mình tưởng, ví dụ như mình tưởng mình thấy Phật hiện ra, mình tưởng đồ Phật đó ấn chứng cho mình. Trời, có chừng á, chết luôn đó. Tất cả đều do mình tưởng tượng ra hết, không có thật. Rồi có nhiều người ha, tưởng đâu thấy một cái cuộc đời tương lai đẹp vô cùng luôn. Thì có những người ngồi một phát thời thiền mà thấy ha, là tưởng gì, đây lập gia đình, lấy vợ, lấy con, cho nó dài luôn. Thực sự có chút xíu à, ngắn ngủn xíu, ngồi chút xíu thôi mà tưởng đi nhanh như vậy đó. Mà giây phút đó là mình sao mình bỏ trong đây rồi, mình đi theo cái tưởng, mình không có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là mình thiết lập được cái đó, mình ở trên danh sắc này nè, nó không có theo những cái tư tưởng đó. Vậy nên nhớ nha, cái tưởng đó có nguy hiểm. Cho nên á, Đức Phật ngài dạy tưởng gì? Tưởng thật là gì? Tưởng vô thường, khổ, vô ngã, tưởng sự hoại diệt, tưởng sự tan rã của danh sắc, tưởng sự hoại diệt. Những cái này đó tại sao không tu tập? Thật, một khi mấy vị thấy tưởng sự vô thường á, cái tự nhiên mấy vị thấy đâu có chấp dính đâu. Nó sanh diệt thì thay đổi liên tục, mình chỉ nhìn nó như thật chúng nó như là thôi. Tức là các pháp hiện tượng nó như đang xảy ra vậy thôi. Không có coi ta gì trong đây hết đó. Và nó cũng phải của mình chỉ là người xem thôi. Đến để mà xem mà. Ê Basico á, tuần trước có học không? Đến để mà xem thôi chứ đừng có xem vào gì chứ á. Mình trong quá trình xem đó, làm sao mình hiểu được đó, mình phát triển được cái chánh niệm, cái tỉnh thức, tỉnh giác. Những cái đó là trí tuệ cần phải tu tập, có phát triển cho tuệ. Mình phát triển những cái pháp lạc, pháp hỷ, pháp xả, những cái pháp tốt để tâm mình nó nâng cao hơn, nó trở nên nó tâm nó vô thượng hơn. Nên nhớ rất là nguy hiểm tưởng. Những tưởng đúng là nên tu tập, còn những tưởng sai tuyệt đối đừng nên tưởng, phải tỉnh thức để nhận thức ra. Tức là mình tỉnh giác, mình kiểm tra mình đang làm cái gì trong lúc tu tập. Thấy biết mình đang tưởng, nhớ là lần sau phải bỏ. Đừng dần nhắc mình dần dần ở sau này nó không có tưởng nữa. Một khi mấy vị mà bắt thẳng trên danh sắc rồi, tâm nó hòa nhập vô danh sắc rồi, mấy vị mấy cái tưởng nó sụp hết trơn luôn đó. Mấy vị sẽ thấy sự sanh diệt của danh sắc mà thôi. Tại vì những thiền sinh mới sơ cơ là bị cái tưởng rất là nhiều. Thiền sinh là mới hành tập sơ cơ mà chưa có phát triển tốt đó, thường tưởng đủ thứ chuyện hết trơn đó, mà không chịu bỏ. Vậy đó, quen rồi, nào giờ nó quen rồi. Đức Phật ngài nói là ai thoát khỏi các tưởng đó, không còn bị trói buộc, rồi ai đắc tuệ giải thoát, si mê cũng diệt tận. Nhưng với ai chấp thủ đó, tưởng dày đặc tà kiến, người ấy sống trọn đời luôn luôn xung đột mọi người. Thường chúng ta chấp đủ thứ mà tưởng rồi, đủ thứ những cái tà kiến, thường chúng ta sống cuộc đời xung đột không à. Cái ẩn thứ tư là hành ẩn. Hành ẩn đó thì là những tất cả, ví dụ trong 52 tâm sở đó, thì quý vị bỏ ra cái gì? Bỏ ra cái tâm sở thọ với lại tưởng thôi, thì nó còn lại là hành ẩn hết. 50 đó, cái tâm sở đó nó thuộc về hành ẩn trong quý vị pháp đó, quý vị biết không? Cho nên hành ẩn nó chi phối hết toàn bộ vấn đề ở bên trong đây chúng ta. Cái thứ năm là thức ẩn.
thức ẩn Vinyanakkhandha. Thức ẩn nó là một cái, có thể nói thức ẩn nó giống như là một 52 cái tâm sở đó. Nó là thức ẩn, nó ảnh hưởng tất cả mọi các ẩn khác, nó ảnh hưởng với nhau. Cái thức ẩn này nó cũng giống như, ví dụ giống như thọ, tưởng, hành vậy đó. Nhưng mà cái thức ẩn nó có 6, nó 6 loại. Và nó có cái nhiệm vụ của nó rất là đa dạng. Ví dụ chúng ta khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần đó, khi mà tiếp xúc đó, bắt đầu thức nó khởi. Ví dụ như mắt chúng ta thấy cảnh sắc thì cái thức nó nhãn thức đó, nó nhận thức cảnh, nó bắt cảnh sắc. Thì khi nó bắt cảnh sắc ở đó, chúng ta nếu mà chúng ta có mà tỉnh thức tỉnh giác, chúng ta có tu tập đó, rồi chúng ta nhìn cái cảnh sắc đó là sắc, chỉ là sắc thôi. Còn nếu mà có người mà không có cái thái độ tu tập, không có rồi chúng ta cứ chạy theo cảnh sắc đó làm cho tham ái sanh khởi. Ví dụ như thấy sắc tốt, hoặc là nhìn thấy người này người kia đẹp dễ thương, bắt đầu ái nó sanh. Nếu mà không có sự mà không có tư duy đúng đắn đó, thì chúng ta sẽ làm cho ái nó khởi từ đó. Đối với các căn khác cũng vậy, đối với tai rồi mũi ngửi, hoặc là lưỡi, chúng ta nếm được cái vật ngon cũng vậy luôn. Cho nên khi mà chúng ta không có cái mà sự hay biết ngay hiện tại tiếp xúc đó, thì chúng ta sẽ làm cho ái khởi từ đó. Cái thức nó sanh lên mà chúng ta không có kịp thời tỉnh thức đó, làm cho ái nó xen vào đó liền, rất là nguy hiểm. Thường những cái này do chúng ta nó quen rồi mà ai cũng bị hết trơn luôn. Các căn tiếp xúc với các trần thường của chúng ta đó sanh lên, với cái thức nó sanh lên, rồi từ đó nó đưa đến cái thọ nữa, bắt được cái cảm giác đó, tiếp xúc đó, đưa đến cái thọ, cái thức trong đó. Thức nó sanh, đưa đến nhận thọ nó sanh. Nên đó, tất cả mà các pháp ở thế gian đó, đối với Đức Phật, người thấy đều là khổ cả. Do chúng ta đó không có đủ cái sự trí tuệ nhận thức, cho nên chúng ta đôi khi thấy nó lạc, chúng ta thấy nó là khả ái. Nhưng mà đối với Phật, tất cả các pháp hữu vi đều là phù du, đều là hư ảo. Cho nên ngài với trí tuệ của ngài, cho nên ngài cảnh tỉnh cho tất cả mọi người đó, và chúng ta đó cũng đừng có mà quan tâm quá đáng đến những cái lạc thú phù du ở thế gian này. Bởi vì không sớm muộn nó cũng đưa đến chúng ta rất là đau khổ. Cho nên mấy vị đó, sống làm sao đó, phải có một cái tâm xả đối với tất cả mọi sự vật hiện tượng. Làm sao chúng ta có một cái xả ly đối với nó. Chúng ta đừng có để dính mắc, đừng có nặng nề, đừng có chấp quá nặng nề. Tại vì làm sao chúng ta hiểu được cái gì nó không có tồn tại mãi mãi, có rồi nó mất, có rồi nó cũng mất đó. Nếu mà chúng ta hiểu biết cái gì đó, tâm chúng ta sẽ an vui hơn, chúng ta bớt cái đau khổ. Cho nên chúng ta làm sao phải tập cái sự bình thản đối với cuộc đời, xả ly đối với cuộc đời. Mà cái xả đó làm sao chúng ta phải có trí tuệ nha. Nếu mà nhiều khi chúng ta xả mà xả không có gọi là xả với cái sự mà không có biết gì á, nó cũng phải là xả, đó là xả với vô trí, xả mà phớt lờ đó, thì cái đó là cái không, nó không phải là xả tốt. Cái xả làm sao chúng ta hiểu nó đó, hiểu là mọi pháp hữu vi đó là nó vô thường, nó không có thật, nó chỉ tạm bợ thôi, nó như huyễn hoặc vậy đó, mọi hiện tượng nó cũng vậy. Nếu mà chúng ta hiểu thực sự gì đó mà chúng ta buông xả, là xả có trí tuệ, có hiểu biết. Còn cái xả mà cái xả gọi là có những người người ta xả gọi là người ta không quan tâm, không biết gì hết đó, thì cái đó không phải là xả trí, mà là xả vô trí. Cái xả đó cũng không có kết quả gì. Xả đó không phải là xả của người trí, xả đó cũng không phải là xả tu tập, mà cái xả thờ ơ, xả thờ ơ
cái xả làm sao mình hiểu biết trọn vẹn nó, giải biết nó và không dính mắc nó, thì cái những cái xả đó là của người trí tuệ. Có những người không biết gì chứ, có họ nói là xả, thực sự cái thái độ thờ ơ đó không phải là gọi là xả đâu, xả mà xả đó cũng là xả không có trí tuệ. Cho nên mà một khi mà chúng ta biết được vậy đó thì mọi cái sự vật hiện tượng ở đời chúng ta đó bớt cái đau khổ hơn. Ví dụ như chúng ta thấy có những người ta người thân của họ mất đi, nhiều khi họ rất là đau khổ nếu mà họ không có hiểu. Mặc dù á không phải chúng ta hiểu mà chúng ta trở nên lãnh đạm, chúng ta cũng hiểu, chúng ta cũng biết dùng hết cái khả năng của mình để mà giúp đỡ này kia đó, làm theo các khả năng của mình. Nhưng mà không có được thì cũng phải chấp nhận thôi, hiểu không? Không có được kết quả thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, chứ không phải chúng ta không được, hết khả năng mà chúng ta không được thì chúng ta đau khổ. Nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta bớt cái đau khổ lại, còn không hiểu thì chúng ta sẽ chuyện gì chúng ta cũng bị đau khổ chứ đó. Cho nên Đức Phật nói thực sự năm ẩn đây là khổ. Chúng ta là mỗi con người chúng ta là mang cái thân ngũ uẩn này, cho nên nó là cái sự gánh nặng. Mà trong cái tứ thánh đế đó, chúng ta làm sao cần phải hiểu từ, tại vì chúng ta tu tập trong cuộc sống hàng ngày, rồi dần dần chúng ta hiểu, chúng ta buông bỏ bớt, dần từ đó mà chúng ta thiết lập cái tâm nó thanh tịnh, bắt đầu đó chúng ta tiến từng bước lên, cái tâm trong sạch biết từng bước, chúng ta mới đi đến khổ thánh đế được chứ. Chứ chúng ta mà cái gì mà chúng ta cũng không có bằng lòng theo khả năng của chúng ta chứ, thì chúng ta khó mà buông xả được lắm, khó mà thể nhập được thánh đế. Thực sự cái thánh đế đó, nãy giờ chúng ta nói thông thường đó là những cái điều mà nó đưa đến khổ thánh đế. Nếu mà chúng ta hiểu biết nó, vượt qua nó, rồi chúng ta dần dần chúng ta hiểu biết những cái khổ sâu sắc của danh sắc của ẩn bên trong. Còn cái nãy giờ giải thích chỉ là cái khổ bình thường thôi, chứ không, nó chưa hẳn là khổ đế. Khổ đế đó là một sự trải nghiệm của tu tập, thâm nhập vào tận cùng của danh sắc bên trong. Nhưng mà chúng ta để thâm nhập vào điều đó thì chúng ta cũng phải hiểu những cái cuộc sống hàng ngày, từ cái khổ cuộc sống hàng ngày chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới đi tiến bộ được. Cho nên gì đó, cho nên sư mới nói là cái khổ đế đó không phải là những cái gì chúng ta nhìn thấy biết cuộc sống hàng ngày, nó là khổ đế đâu. Nó là nhân, là duyên, dần dần nó đưa đẩy chúng ta để mà thể nhập khổ thánh đế. Một cái chân lý mà tận cùng của những điều khổ của thế gian này. Mà để đi đến cái chân lý đó thì hành giả quân tập rất là lâu dài, trung tập cả một tiến trình làm cho tâm và làm cho tuệ sung mãn, định tuệ nó sung mãn. Lúc đó tâm nó mới thể nhập được danh sắc hoàn hảo bên trong, thì nó mới thấy được cái khổ của ngũ uẩn, khổ của danh sắc này, thấy được khổ tận cùng của nó. Cho nên đó, những ai mà thường người ta đạo chứng đạo quả là người ta buông bỏ được năm uẩn này, thoát ly khỏi năm uẩn này. Cho nên đó là những người đó hạnh phúc, họ đắc chứng được niết bàn. Cho nên cái hạnh phúc ở đây đó, nó là niết bàn, đó là hạnh phúc mà bỏ gánh nặng của ngũ uẩn này. Đó là hạnh phúc tối thượng nhất, hạnh phúc của niết bàn. Ngài Đức Phật á, Ngài nói về khổ á, mà Ngài nói với một cái mà Ngài không có biểu hiện một cái sự buồn như chúng ta đâu. Đôi khi chúng ta nói về khổ, chúng ta biểu hiện cái sự buồn. Tại vì Đức Phật á, Ngài có trí tuệ, Ngài một xả ly hoàn toàn, cho nên Ngài diễn tả một cái sự khổ rất là chân thật của Pháp. Không có một cái biểu lộ nào giống như chúng ta mà diễn tả khổ. Chúng ta diễn tả khổ, chúng ta biểu lộ đủ thứ cảm, biểu cảm hết trơn. Cho nên á, đối đụng chạm với cái khổ á, ở đời đó chúng ta làm sao á, không nên có cái thái độ mà quá u sầu, quá đau buồn, mà quý hành giả làm sao phải trao dồi tu tập làm cho hỷ nó phát sanh. Hỷ phát sanh nó từ đó đó, cái hỷ sung mãn nó đưa đến lạc, đưa đến định, đưa đến tịnh, đưa đến xả, những cái thất nhất chi nó sanh khởi. Cho nên là vị nào mà có hỷ đó, sư cũng rất là mừng, chúng ta làm sao phải tu tập nó. Tại vì hỷ này đó, nó làm cho những cái thiện pháp nó sanh khởi mãi mãi luôn. Còn mấy vị mà
cái nền tảng mà đưa đến những thiện pháp cao đó, là cái hỷ đầu tiên là hỷ. Nó vậy đó. Cái hỷ không có thì những cái thiện pháp sát sau này nó không sanh lên được. Cho nên cái hỷ là bước khởi đầu cho những cái thiện pháp khác sanh khởi lên rất là nhiều. Mà hỷ được viên mãn đó, nó sẽ đưa đến đó, những cái hỷ mà nó thù thắng lắm, nó làm tịnh an hoàn toàn sân, rồi nó làm tâm quý vị lắng động vô, lắng động cho nên mấy vị lúc đó đó thấy sẽ phát triển được những cái năng lực chánh niệm mạnh mẽ hơn, rồi phát triển được cái tịnh hỷ này nữa, đến tịnh hỷ được tu tập thì đưa đến tịnh. Mà tịnh đó, tịnh là tịnh lạc á, tịnh lạc hoàn hảo chúng tôi. Mà tịnh được tu tập đưa đến định, định được tu tập sung mãn đưa đến xả. Nó là cái pháp nó đi tới đến mãi, đi trôi mãi cho mãi lên tới đó giác ngộ. Cho nên nó chúng ta mà chấp này kia chúng ta khó có được cái hỷ lắm. Chúng ta hãy buông xả, đừng có u sầu, đừng gì chứ, hãy buông với thái độ xả hết. Dần dần quý vị sẽ có cái sự hỷ. Tại vì á, tập tu tập hỷ đó, hiện thường á, chúng ta thứ nhất là phải có giới trong sạch. Thường thường chúng ta không có một cái mà cảm thấy không có một cái lỗi vi phạm nào hết trơn, tự động chúng ta quan hỷ chúng ta học thật vậy luôn đó. Cho nên cái giới đó mà trong sạch nó cũng làm cho chúng ta phát triển cái hỷ được, hỷ nó sanh lên. Mà thường thường mà chúng ta có một cái lỗi nhỏ gì đó, sai phạm gì đó, thường thường chúng ta lo lắng chảo hối suy nghĩ làm thì cái hỷ nó không sanh đâu. Cho nên đó, cái giới mà thanh tịnh nó làm cho cái hỷ cũng sanh là vậy đó. Do sự hân hoan nữa. Thực sự mà quý vị hân hoan một cái điều gì, cái pháp gì đó, hân hoan một cái niềm gì đó, về hân hoan về ân đức Phật, hân hoan về sự bố thí, sự cúng dường, nó cũng làm cho người ta hân hoan. Do hân hoan nên hỷ sanh. Cho nên làm sao chúng ta phải khắc khởi những cái điều này. Do hân hoan nên hỷ sanh. Hỷ sanh cho nên nó dần tu tập dần dần đưa đến lạc sanh. Mà hỷ sanh đó, phiền não nó giảm đi nó hỷ nó mới sanh. Ví dụ trong chúng ta mà chao đảo ở trên ngũ dục nhiều quá, sắc thanh hương bị xúc khách, chúng ta suốt ngày chạy lẩn quẩn trên đó, thì chúng ta bị những cái ngũ dục nó thiêu đốt cái tâm chúng ta, cho nên hỷ nó không có sanh được. Hỷ sanh lên là sao? Cái tâm quý vị nó kháng kích trên đối tượng đó, kháng kích trên đối tượng rồi chúng ta không còn chạy nhảy xưa là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh này kia, cảm giác, chúng ta không có chạy theo nó nữa, tức là không có bị chao động đối với các cảnh bên ngoài, thì tâm mới dị yên trên đối tượng rồi, hiểu đó, hỷ nó sanh. Cho nên là sư mới nói đó, bị nào mới dị hỷ mất là sao? Do mới dị không có yên trên đối tượng được, hiểu không? Tâm mới dị không có hiểu được đối tượng, không có hiểu được đối tượng, cho nên không có chú hoàn toàn trên đối tượng được. Cho nên chúng ta dù tu tập cái hơi thở hay là phòng xẹp hay là để tâm đây làm sao đó, chúng ta hiểu được cái đối tượng này, nắm vững đối tượng này, thể nhập đối tượng này, an chú trên nó, chú vững trên nó, thì tự động cái tâm nó không bị chao động nữa, tức là phiền não của ngũ dục nó không có thiêu đốt được cái tâm của mình, mà chúng ta chú vững trên cái đối tượng, cái tự động hỷ nó sanh vậy đó, hỷ nó phát sanh. Mà hỷ nó phát sanh từ từ cái tâm chúng ta nó lắng dịu rõ hơn chút hơn nữa, chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó bớt phiền não một chút, nó giảm nhẹ từ từ rồi bắt đầu nó có hỷ sanh, thì chúng ta phải tu tập hỷ. Cái tâm chúng ta đó bắt hay biết có hỷ như thế nào, duy trì cái hỷ nó thế nào. Thôi cái đó hành thiền bên đến để trở lại bài. Trở lại bài học mới quan trọng. Cái tiếp theo là thứ hai đó là cái mà tập đế, tức là nhân sanh khổ đó. Bất cứ một cái bệnh nào đó thì cái cơ bản luôn luôn sao phải tìm ra cái nguyên nhân đó để mới trị. Muốn trị một cái điều bệnh nào đó đó, trước hết phải tìm ra cái nhân, là cái bệnh đó bệnh gì thì mới trị được. Cũng vậy đối với người tu tập, đối với chúng ta đó, cái khổ là một cái bệnh đó. Chúng ta mang thân khổ ngũ uẩn này, thân khổ đủ thứ khổ cho đó. Và chúng ta bây giờ phải tìm cái nhân của nó. Nhân của khổ là gì? Là ái. Cho nên á, tu tập làm sao để đoạn trừ cái ái đó. Bởi vì chính cái ái này nè, nó làm cho cái ái này nó rất là sâu kín bên trong, nó tiềm tàng bên trong chúng ta khó thấy lắm. Cho nên nó cần phải có người cần phải tu tập với sức niệm định nó đầy đủ, rồi chúng ta thể nhập bên trong, sâu lắng bên trong đó, thì chúng ta mới hiểu được cái ái của nó. Thực sự cái ái rất là khó kiểm soát. Cho nên phải nhờ cái năng lực chánh niệm của mỗi người, sức định đức tuệ và tuệ của mỗi người thì mới tiến dần 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 mới hiểu nó được.
Bởi vì chính cái ái này đó là nhân tái sanh, nó tái sanh đó, nó đưa đi tái sanh. Như cái bài trước của Ahara thì có nói rồi, cái ái nó có dục ái nè, rồi hữu ái, rồi phi hữu ái. Dục ái là trong chúng ta, cái chúng ta ham thích ở trong cái cõi dục này nè, cõi dục, cõi người nè, những cõi trời cũng là cõi dục. Rồi hữu ái là cõi gì, cõi sắc giới, những cõi phạm thiên á. Rồi phi hữu ái là những cõi vô sắc, vô sắc giới. Cho nên chúng ta mà thoát ly ba cái ái nè, cũng có nghĩa là chúng ta thoát ly được tam giới. Nó vậy đó, cho nên khi mà hành giả mà tu tập đoạn diệt ba loại ái này đó, là hành giả thoát ly khỏi tam giới, tức là vị đó đắc được đạo quả niết bàn ở đó, vị đó thấy niết bàn. Cho nên cái ái nó ràng buộc của chúng ta ở trong tam giới này, dục ái, hữu ái và phi hữu ái đó. Cho nên Đức Phật ngài nói cái ái này rất là nguy hiểm, nó làm cho chúng ta đó luân hồi mãi mãi. Ngài nói nè, ngài nói là ngài không có thấy một cái sự nào khác cho mà trói buộc chúng sanh luân hồi á lâu, rất là lâu dài, ngoài cái ái thôi. Cho nên chỉ cái ái là một cái sự mà trói buộc chúng sanh sanh tử, sanh tử. Tại vì cái chân ái nó là cái nhân tái sanh mà, cái nhân ái nó là cái, nó có ái cho nên mới tục sinh, nó mới sanh lên một cái kiếp khác, do cái ái nó làm nhiệm vụ tái sanh. Tái sanh mãi mãi cho lăng mãi, do chúng ta không đoạn được ái cho nên chúng ta tái sanh hoài luôn. Cho nên cái mà vô minh á, tức là không biết cái sự hiện hữu, giờ đó mà hành, nó hình thành hành hay là hành nghiệp, rồi duyên hành á, cho nên thức nó sanh. Rồi từ đó nó đưa đến nào là hữu già, đau chết, sầu bi, khổ não, đủ thứ hết trơn. Đó, như vậy là toàn bộ cái ngũ uẩn này đó, toàn bộ ngũ uẩn này là khổ. Cho nên khi mà sự đoạn diệt của vô minh đó, thì hành diệt thì thức diệt, thức diệt đưa đến bắt đầu danh sắc lục nhập, tất cả những điều khác nó diệt 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 theo. Cho nên nó làm sao mà chúng ta tu tập á, để cắt được cái ái này. Cho nên ở trong mà khi mà cái thọ, thọ nó làm duyên cho ái á, rồi ái làm duyên cho thủ, thủ làm duyên cho hữu. Cho nên trong cái mà cái thọ chúng ta làm sao chúng ta tu tập, chúng ta để thấy cái thọ, hiểu được cái thọ đó. Rồi từ cái thọ này đó hành giả mới nhận ra tại cái thọ khổ nè, rồi hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ hỷ. Thường là trong pháp hành cho chúng ta sẽ gặp những cái thọ đó. Và trong cái thọ thường thường chúng ta đó thấy cái khổ là nhiều, rồi có một số thấy lạc, một số nào tu tốt hơn thì thấy thọ lạc, pháp lạc. Đó nó cũng ái trong đó, ái nhịn trong đó. Cho nên khi mà chúng ta quán cái thọ một lúc nào đó thì hành giả đó thấy được cái ái bên trong đó, cái khổ bên trong. Tại vì á, cái mà cái khổ nó luôn luôn có mặt, nó luôn luôn có mặt nhưng mà chúng ta không thấy. Tại vì á, khi mà cái khổ nó sanh lên á, rồi cái danh sắc của chúng ta đó nó cũng sanh lên, nó chèn, nó phủ cái khổ, chúng ta không thấy khổ. Vừa một cái tâm sanh lên, một tâm khác sanh lên liền, nó che lấp cái sự khổ chúng ta không thấy. Đôi khi hành giả khổ cũng đau khổ, hành giả đổi quan nghi, hành giả cũng không thấy được cái sự khổ nữa. Không thấy cái sự khổ liên tục. Do không thấy liên tục á, cho nên hành giả nó không có thâm nhập được. Tại tiến trình ghi nhận của chúng ta bị cắt đứt, chúng ta thay đổi quan nghi nó cắt đứt cái tiến trình đó. Cắt đứt tiến trình là cho nên chúng ta không thâm nhập được cái khổ của danh sắc. Bên trong đây luôn luôn là nó sanh lên diệt xuống, sanh lên diệt xuống mà nó bị khó lắp. Không có thấy khổ. Cho nên hành giả muốn thấy được cái khổ là hành giả phải có chánh niệm một cách miên mật, phải có định và tuệ duy trì một cách liên tục á, hành giả sẽ thâm nhập từng khoảnh khắc của khổ, dần dần á, đưa đến cái khổ tận cùng của cái khổ đó, thể nhập tận cùng của khổ đó, tức là khổ, khổ thánh đế. Và thể nhập tận cùng đó, hành giả sẽ thấy được cái nhân của nó, nhân của khổ.
đó. Đôi khi mà chúng ta biết một cái con đường vậy mà chúng ta không chịu làm, thì khi chúng ta làm không nổi, thật sự không nổi. Nhưng mà nên tinh tấn, phải cố gắng tinh tấn đi, để làm sao hiểu nó. Có những người đó, người ta thấy khổ ít là do sức, là do đó họ quá khứ của họ ít có tạo những cái nghiệp bất thiện. Rồi kiếp này đó, khi tâm của họ cũng trong sạch, như hồi qua họ dễ dàng đó, phát triển định tuệ nó viên mãn đó. Cho nên những người mà định mà nó trội quá đó thì họ ít có thấy khổ. Những người nào ví dụ mà định mà nó không có vừa đủ thôi đó thì họ thấy khổ, rất là khổ. Còn chúng ta định tuệ nó không đủ đó, thì chúng ta thường thường thấy khổ nặng hơn cái khả năng của chúng ta. Khổ nó đau nhiều hơn. Do cái tâm chánh niệm và sức định, niệm định của ta không đủ vững thì cái khổ nó chèn ép dữ lắm. Nhưng mà đó, có những trường hợp này rất là nhiều người ai cũng bị chứ. Nhưng mà hành giả cũng phải cố gắng để chi, để tăng, gia tăng cái sự mà cái tinh thần, cái tâm của mình chịu đựng được cái khổ đó. Chúng ta hãy ghi nhận nó dần dần, cái ái chúng ta nó giảm mà. Tại vì thấy khổ quá chúng ta tự động đâu dính mắc đâu. Cho nên thường cái khổ mà chúng ta ghi nhận cái khổ quá nhiều đi, quá cao đi, thì tâm của hành giả ít có dính mắc hơn. Thường là buông ra không à, hiểu luôn đó. Thường chúng ta thấy khổ quá tâm muốn buông ra, tâm nó không có dính mắc. Thường thấy lạc là tâm nó cuốn vào. Cho nên dù hai những cái trạng thái này, hành giả luôn luôn phải nâng cái tỉnh giác để coi cái tâm của mình nó có bị dính mắc ở trong đó hay không, đối với cái lạc. Còn đối với cái khổ đó, hành giả là sao? Phải tư duy cái khổ này không phải của mình. Khổ này đó, nó là bản chất, là sự thật, chúng ta phải chấp nhận nó. Mà chấp nhận nó là sao? Chúng ta phải có thái độ buông xả. Thì dần dần chúng ta mới hiểu được, có chúng ta chấp nhận và từ từ chúng ta thâm nhập nó. Chứ không phải là chúng ta thấy khổ mà chúng ta không có đủ sức mà chúng ta hướng đến cái khổ quá, đối đầu với nó, chúng ta chịu cũng không được nữa, tu cũng không được nữa. Chúng ta phải buông xả, quan sát nó, biết nó, hiểu nó dần dần đó, tiến từng bước để thâm nhập nó. Có những người đã khổ nhiều quá, khổ nặng quá mà họ cũng không có đủ sức nữa, mà họ muốn nhìn thẳng vào cái khổ đó thì chắc chắn cũng chịu không nổi đâu. Phải buông xả. Buông xả đây á, không phải là chúng ta buông bỏ đối tượng đó. Chúng ta vẫn biết khổ mà chúng ta có thái độ buông xả đó với nó, hiểu không? Thì dần dần chúng ta sẽ hiểu nó, hiểu cái khổ này, tiến gần cái khổ hơn, dần dần thâm nhập được cái khổ đó. Do cái sự buông xả mà hay biết cho nó tưởng thì thể nhập. Còn cái sự buông xả mà tiến lên, cái sự buông xả đó với khổ á, không, tức là cái sự mà bắt đối tượng khổ mà không có thái độ buông xả thì chúng ta cũng khó mà thể nhập được đối tượng đó. Bởi vì cái khổ nó càng gia tăng, mà cái lực chúng ta không có buông xả thì chúng ta, cái lực chúng ta nó yếu đi, chúng ta không thể nhập được đối tượng đó đâu. Cho nên trong cái vấn đề mà trong tứ thánh đế đó, khi mà hành giả hiểu được một cái khổ thì giả sẽ hiểu được nguyên nhân của khổ, và sẽ đưa đến đó, hiểu được sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Cho nên bốn cái này chúng ta không có tách rời một cái nào chứ, bốn cái chân lý này nó luôn luôn có mặt với nhau. Cho nên cái nào nó sanh lên thì nó có cái nhân đưa đến diệt của nó, cho nên nó không có tách rời được. Cho nên hành giả chúng ta biết được cái gì đó mà chúng ta phải làm sao phải hiểu được cái khổ. Cho nên Đức Phật ngài cái nói đó là các pháp đó, cái phát sanh nó do nhân, ngài cũng biết rõ điều đó, và chính vì cái đó nó cũng đưa đến cái sự đoạn diệt của cái điều đó, đoạn diệt của nhân đó. Trong cái thân tâm này, ngũ uẩn này đó, chúng ta luôn luôn phải hiểu nó là thân hình này đó, nó không phải tự ngã, với lại nó cũng không có phải do ai tạo ra. Làm sao chúng ta phải hiểu điều đó? Thân ngũ uẩn này đó, nó không phải do tự ngã tạo ra, cũng không có ai tạo ra. Chúng ta hiểu biết như vậy đó thì các duyên á, các nhân duyên bên trong đây dần dần nó sẽ diệt. Còn nếu mà chúng ta cứ chấp thì các duyên nó không có diệt được đâu. Cho nên khi mà đối với thân ngũ uẩn này á, mấy vị hãy tư duy là vô ngã, không có một cái ngã nào tạo ra nó chứ, và cũng không có một cái không có ai tạo ra.
Cho nên khi mà các nhân duyên nó đầy đủ rồi thì đó, tất cả nó có mặt đó, thì đến một lúc đó nhân duyên nó cũng dứt, nó cũng diệt theo luôn, mọi thứ nó cũng diệt. Cho nên làm sao chúng ta phải nhìn thản nhiên ở trên danh sách của quẩn này. Không có ai tạo ra, không có tôi, không có tự ngã của tôi. Thì mọi nhân duyên dần dần nó diệt, nó không có ái nó sanh khởi, ái nó không có nhân, nó không có làm nhân làm duyên sanh lên được. Thì tất cả cái gì nhìn với thái độ quan sát như vậy mãi bên trong đó, dần dần cái gì có một cái thái độ vô ngã thật sự. Và mấy vị nhìn đến đâu á, thì mọi các pháp nó diệt đến đó. Ghi nhận đến đâu thì mọi hiện tượng nó sẽ diệt. Dần dần các duyên bên trong nó diệt hết. Cho nên vì hành giả dần dần đưa đến sự thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Thời Đức Phật cũng có rất là nhiều vị chấp trên ví dụ như thân này của tôi, hoặc là tôi nghe, tôi thấy. Nhưng mà khi chấp như vậy đó, chúng ta đó sẽ vô tình nó tạo ra một cái ngã. Cái gì không? Một khi mà có cái ngã đó, nó khởi đó, thì nhân duyên nó sanh, các nhân duyên nó sanh lên, và nó càng rối ren đủ thứ bên trong hết trơn. Chúng ta khó mà làm thanh tịnh được lắm. Cho nên là mọi thứ nó vô ngã, và từng dần nó không có nhân duyên, các nhân duyên nó dần nó diệt theo. Mà chúng ta hiểu á, ở trong đây đó, nhân duyên của nó tự sanh là tự diệt thôi à. Các nhân duyên của nó tự sanh tự diệt. Mà nhờ theo cái lối này đó, hành giả dần dần thanh tịnh. Đây là những cái tư duy mà chúng ta cần phải tư duy theo, mà từ đó chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái sự an tịnh của chúng ta nó tiến bộ hơn. Cho nên á, cái ái đó nó nguy hiểm vô cùng luôn. Cho nên ở trong khắp cứu mà 213 có nói là ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi. Ai giải thoát ái luyến không sầu đâu sợ hãi. Có một cái ái thôi mà chúng ta đó muốn đoạn diệt không có dễ. Cái ái nó nằm thâm căm cố đế bên trong luôn. Muốn diệt nó rất là khó, cần phải có giới định tuệ viên mãn đó. Thấm vào từ từ mới hiểu nó được. Thực sự mà khi mà tham ái, đã có tham ái thì nó sanh là sanh gì? Sanh sầu lên, lo lắng đủ thứ trên. Rồi người nào có tham ái họ sợ hãi. Cho nên đó, tham ái sanh sầu lo, rồi tham ái sanh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Thực sự ai thoát khỏi tham ái A-la-hán. Bậc A-la-hán là không có sợ gì hết trơn. Thầy Đức Phật có một vị tỳ kheo á, tỳ kheo vị đó tu đắc A La Hán, mà đệ tử ngài là một đệ tử của một vị thầy, trong đó vị thầy đó đắc tất cả các thắng trí, các thiền á, có thần thông đầy đủ chứ á. Vị thầy đó tự nghĩ là vị thầy đó là A La Hán, trong khi á, một vị ngục trò đó là đắc A La Hán thật. Thì cái vị này đó, người trò đó, đệ tử đó mới thấy thầy mình đó là còn phàm, mà không biết làm sao để cho thầy mình đắc quả đây. Cái hôm đó một người trò đó, đệ tử mới hỏi thầy nè, thầy có thần thông quảng đại quá, bây giờ thầy thử tạo ra một con, quá hiện ra một cái con voi đi đó. Thì ông thầy ổng làm được, liền ổng có thần thông, mà tại vì ổng đắc các thần thiền lão luyện, ổng vẫn thần thông rất là dễ, nhưng mà ổng vẫn là còn phàm. Thì ông dùng cái thần thông tạo ra một con voi từ xa đó, tại vì nghe lời một người trò đó, người trò thỉnh gì đó. Xong cái người trò nói là thầy hãy cho con voi đó chạy thẳng lại thầy đi. Cái con voi nó chạy sòng sọc lại ổng. Ổng hết hồn, ổng chạy. Cái người đệ tử nắm tay lại, nắm cái y kéo lại, nói là A-la-hán mà sao sợ vậy. Ông thầy giật mình liền, thầy nói ủa, vậy là mình còn phàm. Thiệt. Người trò giật cái y lại, ủa A-la-hán sao sợ, sao còn sợ. Cho nên đó, khi mà cái ái của mình đó, A-la-hán diệt ái hết rồi, cho nên không có còn sợ gì hết đâu. Ai thoát khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Cho nên cái tham ái đó, nó là một cái kẻ thù của chúng ta, phải dẫn dắt chúng ta đi biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Tham ái nó dẫn chúng ta tái sanh,
thân hình này tới thân hình nọ, đủ thứ hết trơn á. Nó cười ha, a la hán sao mà chạy, a la hán sao mà sợ. Ông tỉnh ngộ liền, mà thiệt ông tỉnh ngộ ngay ông đó đó. Cái ông nhìn vào bên trong, ông quán cái nỗi sợ, ông nhìn đó, ông đoạn luôn ái, ông đắc a la hán. Cho nên người trò đó cũng trả ơn cho thầy được cái điều đó, làm cho thầy giác ngộ. Đức Phật ngài nói đó, ai mà đoạn được cái ái đó, tức là phá tận cái gốc của ái đó, giống như là cái cây bị chặt rồi, nó không có còn xanh mọc lên nữa, tức là nó không có cái sự sinh sống, cái sự sinh sống đó. Con người cũng vậy, khi mà đoạn được cái ái rồi, nó không có đưa đi tái sanh nữa, cái nhân ái đưa đi tái sanh. Cho nên những vị a la hán là người ta đoạn việc hoàn toàn ái, thì như đó nhập niết bàn thôi. Khi mà Đức Phật á, ngài thành đạo đó, ngài vừa ngồi với cội bồ đề đó, ngài thành đạo xong rồi bắt đầu ngài mới nói là lang thang bao kiếp sống đó. Cái gì biết câu đó không? Lang thang bao kiếp sống á, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt á, tham ái thải tiêu vong. Tức là cái người xây nhà này là ai? Chính vì tham ái. Do tham ái mà chúng ta tái sanh đi, sanh đi lại hoài. Mà do Đức Phật có đoạn thân diệt cái ái xong rồi, ngài nói người xây dựng nhà này đó, người xây dựng nhà kia, nay ta đã thấy ngươi rồi. Thấy rồi, đoạn diệt nữa rồi. Tiếp theo là cái sự diệt khổ. Mà cái thường diệt khổ là đưa đến niết bàn. Diệt khổ cũng có nghĩa là diệt cái tham ái đó, diệt hoàn toàn cái tham ái. Thì nó ngay lúc đó là diệt luôn cái khổ. Chứ không phải chúng ta diệt cái khổ nha, diệt cái tham ái. Nhưng mà diệt khổ đây đó, tức là diệt cái tham ái đó. Tại vì cái khổ đó, cái thọ khổ xin từng nói rồi, cái gì chúng ta không có diệt được cái thọ, mà chúng ta được nhân của trong cái nhân nằm móng ở trong cái khổ đó. Khổ anh đế đó, chúng ta diệt cái nhân ở trong đó, cái nhân làm khổ, làm sanh khổ. Cho nên khi mà cái nhân nó diệt rồi, cái ái nó diệt rồi, thì cái khổ tự động biến mất rồi. Khổ nó dập tắt. Kỳ diệu lắm, cho nên những cái pháp siêu thế này rất là kỳ diệu. Diệt cái ái làm khổ biến mất. Thì ngay lúc đó tâm đó, cái tâm nó trong sạch, nó đủ sức mạnh hoàn toàn. Thì cái tâm đó chính là tâm, nó hình thành đến cái con đường đạo, tâm đạo. Còn cái gì mà chưa có diệt khổ thì nó không phải là tâm đạo nha. Ví dụ như cả một tiến trình chúng ta tu đến đó, tên khổ mà chúng ta dội trở lại, thì cái tâm đó chưa gọi là tâm đạo. Chừng nào nó diệt khổ rồi đó, thì cái đó gọi là đạo đế đó. Nó vậy đó. Tại diệt được đúng cái tâm đạo, nó diệt khổ. Cho nên cái tâm đạo chúng ta đó là một cái quá trình tu tập. Cho nên cái đạo đế cần phải tu tập là vậy đó. Khi mà diệt khổ rồi thì cái tâm đó gọi là tâm đạo. Cái tâm nó sanh lên, tâm đạo sanh lên, nó bắt niết bàn. Là cái tâm đó chính nó hướng đến niết bàn, là nó hướng đến đi đến niết bàn. Cho nên cái sự diệt khổ ở đây đó là nhớ diệt ái, đoạn diệt cái tham ái. Tại vì á, trong cái pháp hữu vi này đó, làm sao chúng ta hiểu được những cái pháp hữu vi nó luôn luôn sanh diệt, mà chúng ta đó hiểu được dần dần chúng ta đi đến cái sự diệt ái. Còn nếu mà chúng ta chấp pháp hữu vi này đó là lạc, là đam, giờ chúng ta đam mê, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra cái sự sanh diệt. Không nhận ra sự sanh diệt thì chúng ta cũng khó đi đến cái sự diệt khổ. Trong cái sự diệt khổ đó, tức là sự đoạn tận, nirodho, nirodha đó, sự xả ly, rồi sự thoát ly, hoặc là sự giải thoát, hay là sự không chấp trước những cái ái đó. Và những cái này đó nó hàm ý như niết bàn đó, là tại trạng thái đó, cái tâm của người ta đó là sự thoát ly, sự
sự xuất ly, những cái điều này nó hướng đến Niết Bàn. Trong khi đó Ngài Sa Lợi Phất thì Ngài nói, Ngài dùng một cái từ khác, Ngài nói ví dụ như nhiếp phục tham, hoặc là đoạn trừ dục tham. Đối với năm uẩn này thì nó cũng là sự diệt khổ. Ví dụ chúng ta đoạn trừ tham ái đó trên cái năm uẩn này, nó cũng là sự diệt khổ đó. Hoặc là nhiếp phục cái tham ái hoàn toàn trên năm uẩn này. Một khi mà tham ái đó nó không còn cái hiện hữu ở trong tâm chúng ta đó, đó là một sự tịch tịnh. Nó lạ đó, một sự đổng không. Giống như là một sự mà không có còn cái tự ngã này, một sự hủy diệt tự ngã này hoàn toàn. Mà hủy diệt cái tự ngã ở đây nó không phải là chết, mà một trạng thái rỗng, trạng thái mà vắng lặng. Cho nên những vị A-la-hán đó, họ diệt cái tham ái rồi, các ngài đó tuổi thọ còn, cái ngày vẫn đời sống trong sạch vậy đó, vắng lặng tịch tịnh. Tại vì cái nghiệp cái đời sống của chúng ta nó còn đó, cho nên các ngài vẫn duy trì đó để tự nhiên, chừng nào hết tuổi thọ thì mới đầu các ngài nhập Niết Bàn. Cho nên khi mà khổ diệt rồi đó, là tham ái diệt đó, là một sự tịch thanh tịnh vô cùng luôn. Nó có ví dụ như sự mà tham ái diệt thì cũng có những người ta dùng là thanh tịnh, hoặc là thắng diệu, hoặc là sự tịch lạc, hoặc là sự giải thoát. Nó là điều ý nghĩa đưa đến cái sự vô vi á, vô vi của chân đế của Niết Bàn. Niết Bàn ở đây đó, nó là một cái, nó không có điều kiện, nó không có tướng trạng vậy chứ em đó. Một sự vắng lặng hoàn toàn, các danh sắc ngũ uẩn, các hành vắng lặng hoàn toàn. Cho nên là mình khó có dùng từ nào mình nói đó, tại vì mình sống ở bên cái thế giới của cái sự điều kiện, mình sao mà diễn tả cái điều không có điều kiện bên kia được. Cho nên khó dùng từ để nói lắm. Cho nên vắng mặt toàn bộ danh sắc ngũ uẩn này nè, sự tịch diệt của các hành đó, đó là Niết Bàn. Tại vì khi tham ái diệt á, thì nó đưa đến bắn lặng hoàn toàn, rỗng không, nó vô ngã, thì cái người đó thấy Niết Bàn. Do chúng ta sống ở trên ngũ uẩn, chấp ở trên ngũ uẩn, danh sắc ngũ uẩn của chúng ta đó, không có thấy được Niết Bàn, bị ái nó ràng buộc ở trên danh sắc ngũ uẩn, lẫn quẩn chỉ có năm uẩn, mà chúng ta rối ren đủ thứ hết trơn luôn. Cho nên khi mà ái nó diệt rồi đó, chúng ta không có bị chói ở trên ngũ uẩn này nữa, mà lúc đó chúng ta thấy Niết Bàn. Như đó. Cho nên khi mà đối với Niết Bàn đó, thì Niết Bàn cũng có hai dạng Niết Bàn. Ví dụ đối với một vị A-la-hán đó, một vị A-la-hán mà đắc diệt được hết tham ái đó, hưởng cái Niết Bàn, thì giờ cái đó gọi là Niết Bàn hữu dư, gọi là hữu dư Niết Bàn. Ví dụ như một vị đó đắc A-la-hán thì cái đời sống của vị đó đó nó thanh tịnh, tịch tịnh, thì cái đó gọi là vị A-la-hán hữu dư Niết Bàn, hưởng cái hương vị hữu dư Niết Bàn. Còn một vị A-la-hán mà khi mà thân ngũ uẩn này nó hoại, nó diệt, nó chết đi á, thì lúc đó đó các ngài đâu có còn cái ái đi tái sanh đâu, thì cái tâm của họ đó là nhập vô Niết Bàn, vô dư, gọi là vô dư Niết Bàn. Cho nên cái Niết Bàn á là sự thật chứ không phải hương vị đâu. Do chúng ta đó không có còn ở trong thế giới ngũ uẩn này, cho nên chúng ta không có hiểu được Niết Bàn là như thế nào. Cho nên mà những vị thánh đó, người ta đã dù là bậc thánh sơ đạo, nhị đạo, tam đạo đó, những vị đó đó đã từng thấy Niết Bàn, bởi vì đó hiểu được Niết Bàn là Niết Bàn là có thật, nó không có hư vị. Cho nên chỉ có những cái bậc thánh mới nhận biết được điều đó thôi. Tại vì Niết Bàn nó không có ái dục, nó tịch tịnh như lắm, nó vắng mặt mọi phiền não, rồi nó cắt hành, nó tịch diệt. Thường thường chúng ta đó các hành ẩn chúng ta sống ở trong nó vận động hoài, chúng ta đâu có vượt ra ngoài các hành được. Cho nên khi mà
từ các hành trên đây nè, mà hành giả làm sao đó tu tập giữ cái tâm á, không có dao động cho các hành. Tức là hành giả nào tu á, cái này nói với vị còn hơi xa lắm, vị nào chúng ta ban đầu á, tu tập từ sanh diệt mà lên từ từ cái sanh diệt nó viên mãn, nó rất là mỹ mãn, nó nổi trội những cái sanh diệt rồi, hành giả lúc đó thấy các hành nó rộ rõ luôn. Bình thường quý vị chưa thấy được các hành đâu, những hành ẩn nó khó thấy lắm, nó là những cái pháp nó mà nó có cái gì đó, cái nguồn lực của nó duy trì liên tục bên trong đó, nó vận hành liên tục. Cho nên á, chúng ta đã muốn thấy được hành ẩn, chúng ta làm sao phải có định tuệ đó, nó đầy đủ rồi đó, thì thành giả lúc đó nhìn thấy mọi các pháp chỗ nào cũng sanh diệt chứ á, trên đây mỗi nào sanh diệt chứ á, thì chúng ta thấy các hành, mọi hiện tượng diễn tiến đó đều là các hành sankhara, nó vận hành liên tục ở trong đây. Thì lúc đó hành giả ta nhận thức được các hành này là khổ. Khi mà nhận thức được các hành này khổ rồi thì cái vị hành giả đó trở nên nhàm chán đối với các hành này, nhàm chán rồi nó ly tha, nó xích ly khỏi hành, nó vậy đó. Cho nên chúng ta đừng có giỏi chúng ta tu làm sao có định tốt đi hành giả, mà chúng ta sẽ thấy sự sanh diệt rất là rõ. Mà hành giả thấy sự sanh diệt cực rõ rồi, hành thấy toàn thân trên đây danh sắc của quẩn này luôn luôn sanh diệt, thấy sanh diệt rất là rõ, nó sanh diệt suốt ngày, nó sanh diệt hoài, thấy đến nỗi mà chúng ta thấy các hành để làm chúng ta mệt mỏi, tự nhiên chúng ta đó nhận thức được có một cái gì đó ngoài cái hành này luôn, thì tới lúc đó đó mới gì mới thấy được gì, mới nhàm chán được cái hành này, từ đó nó xuất ly tham, từ đó mới đưa đến đoạn diệt, đưa đến đó niết bàn. Cái thánh đế thứ tư á là đạo đế. Cho nên đó, Đức Phật ngài nói đó, ví như cái nước đại dương đó, chỉ có một vị mặn thôi. Cho nên cái pháp này đó cũng một vị thôi, đó là vị gì? Vị giải thoát. Cho nên chúng ta đó hành tập từ cái pháp, từ pháp hỷ, pháp lạc, pháp định, pháp xả. Cái gì phải tu tập đó. Và những cái vị pháp này á, nó đưa cái gì đi đến giải thoát. Tại vì những cái pháp định nó phải phát xả đó, hành giả mà tập viên mãn đó, nó đưa đến ly dục, ly tham, nó đưa đến ly dục. Ví dụ như chúng ta đó, hỷ nó sanh lên đó thì chúng ta thì sao? Sân nó bị chế ngự, rồi lạc nó sanh lên đó, nó chế ngự về chạo hối, nó chế ngự phóng dật đó. Rồi định sanh lên, nó chế ngự tham. Đó, khi mà nó chế ngự được như vậy đó, bắt đầu tâm hành giả nó vắng lặng à, hành giả thấy được cái sự sanh diệt rất là rõ. Tại muốn thấy sự sanh diệt rõ đó, chúng ta phải định tĩnh, chúng ta mới thấy được sự sanh diệt của danh sắc bên trong. Thì lúc đó đó, khi thấy được sự sanh diệt như vậy đó, hành giả đó dần ngày thâm nhập từng cái sự sâu sắc bên trong nữa. Chúng ta thấy theo cái lối sanh diệt dần đi đến tận cùng của khổ. Nó, còn mà không thấy sanh diệt thì nó khỏi lấp rồi, chúng ta không có thấy được, nhận được cái khổ gì trên đó. Thấy cái khổ bình thường bên ngoài thôi, mà không thấy được khổ ngũ uẩn. Ví dụ ngồi lâu chúng ta thấy khổ bình thường đó thôi, chứ không phải là cái khổ của danh sắc ngũ uẩn. Khổ nó do ngồi lâu mà sanh ra. Nhưng mà chúng ta đó ghi nhận cái sanh diệt, chúng ta dần dần đó, thấy sự khổ của danh sắc, khổ của ngũ uẩn, khổ của các hành đó. Và chúng ta thấy cái khổ đế thật sự của nó, nó trói buộc chúng ta trong đó. Cho nên khi mà cái thấy của chúng ta là ban đầu nó là chánh kiến á, nó cũng là chánh kiến, cái thấy chánh kiến từ ở trong tục, trong hiệp thế đó là cũng là chánh kiến, thấy các pháp đó nó là vô thường, khổ vô ngã, mọi hiện tượng là vô thường, khổ vô ngã, đó cũng là chánh kiến. Tại vì chánh kiến á mà chúng ta thấy đúng đó thì bắt đầu nó dẫn một cái con đường của bát chánh đạo được. Còn chúng ta hiểu biết mà không đúng đó, hiểu biết sai á, thì nó không phải là chánh đạo. Tại chánh kiến, chánh tư duy á, nó dẫn một cái chỉ đạo sanh, một chỉ đạo sanh lên, một cái đạo lộ mới sanh lên. Ban đầu á, thì chúng ta tu tập cũng giới định tuệ, tinh tấn niệm định cho nó viên mãn rồi bắt đầu tuệ nên đúng rồi, ở đâu lúc đó là chánh kiến nó hình thành, nó thấy được thực tánh của các pháp là sanh diệt chứ không có gì hết. Nhờ đó mà thấy thực tánh gì đó, chúng ta mới ghi nhận, mới thâm nhập dần dần nhiều hơn. Cho nên nó sanh diệt á, toàn bộ thân tâm này nó sanh diệt, ngũ uẩn này sanh diệt hết.
do chúng ta chưa thấy được sinh diệt, chúng ta thấy cái bề mặt đó thôi mà chúng ta đâu có thể nhập được sâu sâu lắng bên trong được. Cho nên phải theo cái hướng sinh diệt, hướng sinh diệt đó mà chúng ta nhận thấy cái sự khổ. Mà quý vị nào mà thấy sinh diệt rồi, quý vị thấy khổ nó song song với đó, thì lúc này đó hành giả mới thấy là khổ nó lên rất là nhiều. Nhưng mà do nhờ có định chúng ta duy trì được, chúng ta vẫn duy trì bình thường. Định nó tốt rồi chúng ta thấy là khổ, chúng ta tu tập là bình thường, ghi nhận bình thường. Còn ban đầu chúng ta chưa có định đó, chúng ta thấy khổ chúng ta dội ra rồi, ngồi một lát một chút chịu không nổi, không đủ sức định lên, rồi đói đầu cái khổ nổi, nó bị dội trở lại. Tức là sao lát nữa, lát khoảng 15-20 phút bắt đầu cái đổi quay nghi. Quay nghi mất tiến trình, đứt đoạn, chánh niệm, không có tiến bộ nữa, bắt đầu thiết lập trở lại. Cứ vậy hoài, nói giữa đoạn đường cứ gãy gánh, cứ vậy hoài. Do đâu? Do không có sức định. Mà muốn có định tốt phải làm sao? Phải có pháp. Chúng ta nương theo pháp hỷ, pháp lạc. Hỷ này đưa đến lạc, lạc đưa đến định, định đưa đến xả. Mà người ta không chịu tu theo cái đó. Tại bây giờ rất là nhiều người tu theo cái kiểu giống như là tu không cần định, quán là thực sự toàn không vật không mà suy nghĩ không à. Không phải pháp. Tại vì mấy vị không có định của Khandika, tức là sắc ra định đó, mấy vị không thể nhập được, thể nhập được danh sắc sanh diệt của nó đâu. Chỉ nhìn cái hời hợt của suy nghĩ mà thôi. Cho nên chúng ta phải phát triển định, làm sao khéo luyện, lão luyện ở trên cái đối tượng, cho nó cho thuần thục cái đối tượng. Thuần thục cái đối tượng hỷ sanh, do mấy vị chưa thuần thục đối tượng. Hiểu không? Chưa thuần thục đối tượng. Bắt đối tượng dục lên dục xuống, dục lên dục xuống, làm sao hỷ sanh được? Dục cái là do đâu? Do bị kéo đi, các dục có chi phối á. Vậy đó, cho nên hỷ nó không sanh. Khi thuần thục đối tượng thì hỷ sanh, bắt đầu hỷ sanh những các pháp thiện khác nó sanh lên. Dễ quá ha. Bản đồ quá, rất là dễ. Nhưng mà tu cũng không dễ đâu. Cho nên thường thường mà chúng ta đó mà không có nhận ra được thực chất của các pháp, ngay cả chúng ta tu tập lên cái hỷ, cái lạc, cái định, chúng ta cũng quán cái hỷ này là vô thường, hiểu không? Là vô ngã. Để chúng ta đó hiểu nó, mà chánh niệm cái hỷ đó là hỷ nó phát triển càng cao mà chúng ta hiểu nó được. Còn chúng ta nghĩ cái hỷ này là thường, chúng ta bị dính ở đó vậy đó. Tại vì thường thì nó không thay đổi, thì nó cố định gì đó, nó không thay đổi, thì ngã nó sanh, chúng ta dính nó vào trạng thái hỷ. Cho nên phải nhìn cái hỷ đó là vô thường, nhưng mà chánh niệm trên hỷ đó, hỷ nó phát triển lên. Tại do vô thường nó mới phát triển, nó thường rồi nó đâu phát triển được nữa, hiểu không? Do chính vì vô thường mà do cái sự tác động của chánh niệm cho nên cái hỷ này tăng trưởng. Nó lạ vậy đó. Nếu mà thường thì sao chúng ta sao phát triển được nữa, nó thường nó vậy hoài, hiểu không? Thường cái pháp mà nó thường thì nó có cố định như hoài, nó vậy đó. Ví dụ như không lẽ chúng ta ngu hoài, do vô thường cho nên chúng ta thông minh ra, chúng ta có sự học này kia, sự hành, sự hiểu biết, sự nghiên cứu, thông minh ra do vô thường vậy đó. Cho nên không lẽ bây giờ cái người mà không chấp nhận vô thường đó, thì ngu hoài đó, nó không phát triển. Cho nên cũng vậy, nhờ cái hỷ đó mà chúng ta thấy cái sự vô thường của hỷ, mà chánh niệm trên hỷ nó tăng trưởng đó. Hỷ tăng trưởng đến lạc nó sanh. Cho nên đó, phải tưởng đó, cái hỷ này đó là vô thường, lạc là khổ. Và chúng ta phải tưởng trong cái tự ngã nó có cái vô ngã trong đó, chứ không phải nó tự ngã. Rồi những gì trong cái tịnh, cái đẹp đó, nó có cái bất tịnh trong đó, hiểu không? Thì chúng ta mới không có dính mắc. Thường chúng ta bị ảo tưởng của ba loại. Tưởng điên đảo đó, điên đảo tưởng, tức là làm sao? Kiến điên đảo, tâm điên đảo, tưởng điên đảo. Chúng ta bị dính ba cái điên đảo đó. Kiến điên đảo, ví dụ như chúng ta thấy chấp thân này của tôi, thật sự nó không phải của tôi, mà chúng ta chấp này, thân này của tôi, nó là kiến điên đảo. Cho nên dù
dù có bị điên đảo hay không, chúng ta luôn luôn nhớ trong cái lạc là con cái khổ, chứ nó không phải lạc. Mà không phải, chứ không phải chúng ta sợ, sợ lạc chúng ta dính, mà chúng ta không tu, phải tu lạc. Lạc này là vô thường, lạc này là khổ. Mà nhờ vậy á, cái lạc này á, nó thanh tịnh hơn nữa. Nó thành tịnh lạc, nó thành lắng dịu hoàn toàn, nó đưa đến định sanh. Tại vì cái lạc nó chế ngự được cái phóng vật, cái chảo hối. Mà cái tâm phóng vật mà chảo hối được chế ngự rồi á, thì tâm nó yên trên đối tượng. Vậy đó, tâm yên ghim vào đối tượng hoàn toàn luôn, thì lúc đó định nó sanh khởi. Định nó sanh khởi, thì tâm yên vào đối tượng hoàn toàn, nó không chạy ra các cảnh nữa, nó không bị kéo ra các cảnh nữa. Thì dục nó không chi phối, cho nên nó áp chế được dục. Nó tâm mà kháng kích dính cho đối tượng hoàn toàn thì nó không bị dục chi phối, cho nên nó khắc chế được dục. Nó khắc chế được dục cho nên tâm nó thuần tịnh trên đó. Cho nên nó ghim thẳng cho đối tượng, nhìn đối tượng, thấy đối tượng sanh diệt rất là rõ. Nó ghim thẳng cho đối tượng rồi, nó hiểu được đối tượng đó. Nhớ không? Cho nên phải nắm tu cái đối tượng cho nó thuần thục nha mấy vị. Đối tượng nào cũng vậy chứ đó, làm sao phải tu tập cái đối tượng cho nó viên mãn, thuần thục lão luyện đó. Đức Phật nói ai thuần thục tứ niệm xứ thì người đó đó sẽ đưa đến thuần thục thác giác chi. Nó vậy đó. Tại vì mình thuần thục cái mấy đối tượng này nè, tâm mình đó nó không có bị dao động nữa, không có còn bị bứt khỏi đối tượng nữa, mà nó an trú thẳng đối tượng đó. Do vậy mà nó hỷ sanh hay lạc sanh, định sanh. Mà những cái này mình nó thuần thục rồi, mình không có bị chi phối bởi dục nữa, nó trở thành thác giác chi. Để ngày hôm sau thì nói về thác giác chi cho mấy chị nghe. Bữa sau á, bữa sau trước khi trước buổi học á, làm sao mà thác giác chi nó sanh lên. Cho nên nó ở trong cái tứ đế này nè, nó ngoài ra đó, mỗi một đế á, nó có ba cái loại tuệ trong đó. Thì mỗi một đế nó có ba cái loại tuệ, thì trong cái ba loại tuệ nè, trong mỗi đế thì nó thành 12 loại tuệ. Hay là có một số người ta gọi là 12, hay là ta gọi là ba tuệ 12 thể, hoặc là số người ta gọi là tam chuyển 12 tướng, hoặc là tam luân 12 chuyển, tùy theo muốn nói sao cũng được. Tại vì ba cái tuệ nè, ở trong ví dụ ở trong mỗi tứ đế nó có ba cái tuệ. Tức một cái đế nó có ba loại tuệ, một cái đế khác nó ba loại tuệ. Thành ra bốn cái đế nó có 12 cái loại tuệ trong đó. Thì mỗi một cái loại tuệ đó là tuệ gì? Thứ nhất là tuệ về hiểu rõ sự thật. Sự thật gọi là cách chá nha ná. Rồi tuệ hiểu về phận sự hay chức năng của sự thật, kích chá nha ná. Rồi tuệ hiểu rõ về sự hoàn tất của sự thật, cách tá nha ná. Tức là mỗi một cái tuệ, mỗi một cái khổ, một cái đế, ví dụ khổ đế đi, thì có một cái tuệ hiểu rõ về cái sự thật của khổ đó. Rồi tuệ hiểu về phận sự ở trong cái khổ đó, hay là cái chức năng hiểu, cho chức năng hiểu trong đó đó. Rồi tuệ hiểu rồi biết hoàn tất của cái sự khổ đó. Rồi ví dụ như đối với một cái đế thứ nhì cũng vậy luôn, tuệ nó biết rõ về cái sự thật của cái nhân của khổ đó. Rồi tuệ hiểu rõ về cái mà phận sự của cái nhân ở trong đó. Rồi tuệ hiểu rõ gì, hoàn tất cái sự thật của cái nhân đó. Rồi một cái đế thứ ba cũng vậy luôn, đế thứ ba là sự diệt khổ, thì tuệ nó cũng vậy luôn, tuệ nó hiểu rõ về sự thật của sự diệt khổ. Rồi tuệ nó hiểu rõ về cái phận sự chức năng ở trong cái diệt khổ đó. Rồi tuệ hiểu rõ hoàn tất cái sự diệt khổ đó. Rồi trong cái đế thứ tư là con đường đưa đến đó, đưa đến sự diệt khổ đó, là tuệ hiểu rõ sự thật về con đường đó. Rồi tuệ hiểu rõ về cái bản chất sự thật chức năng của con đường đó. Rồi tuệ hiểu rõ về sự hoàn tất cái con đường đó, hoàn tất con đường đó đưa đến niết bàn. Cho nên là mỗi một cái đế nó có ba cái loại tuệ trong đó, thì bốn đế nó thành 12 tuệ, thành 12 loại tuệ. Cho nên đó, trong mỗi cái chân lý đó, chân lý thứ nhất đó là cái mà sự thật cần phải hiểu, gọi là cần phải biến tri, cần phải hiểu. Rồi cái chân lý thứ hai đó là cái tập khởi, cái nguyên nhân đó là nguyên nhân cần phải đoạn trừ. Rồi cái chân lý thứ ba là sự diệt khổ cần phải tắc chứng, cần phải chứng nghiệm đó, chứng nghiệm cái sự
cái sự mà diệt đó. Còn cái con đường đưa đến sự diệt khổ đó, cần phải phát triển, cần phải tu tập đó. Mà chúng ta tu cả một tiến trình, tu lên tới thánh đế đó, khi mà diệt cái nhân đó, chịu diệt khổ, thì cái đó mới chính thức gọi là con đường. Tại vì biết có những cái con đường nó đi đến đó thì nó không có diệt được, cho nên không gọi là con đường. Cho nên chúng ta tu tập một cái tiến trình nó dài thể nhập tới thánh đế nè. Chúng đôi khi chúng ta không thể nhập được thì những cái đó nó không gọi là con đường, nó không thể nhập được thì nó cũng không có diệt được khổ, không hiểu được khổ, không diệt được khổ, thì đó cũng không gọi là con đường. Cái gì mà đưa đến đó, hiểu được cái khổ, rồi hiểu được cái nguyên nhân của khổ, rồi làm được cái sự diệt khổ đó, chứng nghiệm được cái sự diệt khổ đó, thì cái đó chính thức mới gọi là con đường đạo, đưa đến sự diệt khổ, cái đó mới gọi là con đường. Cho nên những cái đó đã được tu tập, con đường này đã được tu tập, mà phải được tu tập đưa đến niết bàn. Mỗi một cái đế nó có ba cái loại tuệ gì đó trong cái tuyến đế đó. Cho nên cái mà khổ thánh đế là cái mà cái trí tuệ cao tột nhất mới thể nhập được. Có nhiều người ta nói thánh đế này là cơ bản. Không phải cơ bản đâu. Cơ bản là cái xong bình thường chúng ta cảm nhận cuộc sống hàng ngày khổ nè, sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, sầu u đủ thứ. Cái đó là bình thường, nó không phải là khổ đế. Nhưng mà cái này dần dần nó đưa đến khổ đế. Mình hiểu nó được rồi, mình dần dần nó đưa đến khổ đế. Còn cái khổ thánh đế thật sự rồi tứ diệu đế mà cao tột, nó là cái mà cái tận cùng của sự tu tập của chúng ta. Cái kết quả, cái thành quả của chúng ta tu tập mà thể nhập được cái thứ thánh đế đó, thì cái đó nó mới chất lượng, mới đưa đến chúng ta, mới đưa đến giải thoát. Ai hiểu được thứ thánh đế thì người đó thấy được niết bàn. Ai thấy được thứ thánh đế, thể nhập thứ thánh đế, người đó sẽ thấy được niết bàn. Cho nên đế là gì? Đế là cao tột mà. Chân lý cao tột nhất. Cần phải có trí tuệ viên mãn nó mới được, mới thể nhập được nó, mới thâm nhập được nó. Cả một cái quá trình tu rất là lâu dài. Cho nên đó, ở xưa có vị hỏi Đức Phật là tại sao chúng ta sanh trôi lăn vô tận rất là lâu dài. Đức Phật lại nói đó, do không hiểu được tứ thánh đế, do vô minh. Tại vì vô minh chúng ta đâu hiểu được thánh đế, cho nên chúng ta tu tập để cho minh nó sanh, hiểu không? Có trí tuệ thấy hiểu được thực tánh của danh sắc của quẩn, thì cái này trí tuệ thật sự, đúng thật sự đó là minh. Dần dần nó thâm nhập được cái tột cùng của cái khổ, đây là gọi là minh đó. Vì có minh đó, nên nó hiểu được thánh đế đó, nó cần phải hiểu được cái nguyên nhân của khổ đó là cái ái. Cho nên trong cái tứ thánh đế này đó, là cái nhân của khổ chỉ có ái thôi nha, nó không có vô minh trong đó. Vô minh làm sao thể nhập được, hiểu không? Tại chúng ta có minh sanh, cho nên chúng ta thâm nhập được cái khổ đế, mà chúng ta hiểu được cái ái, thấy được cái ái chính mắt ở trong đó. Cái ái này nó trói buộc ta, chúng ta ở trong cái ngũ uẩn này, chúng ta không có thoát ra được, không có thoát ra khỏi ngũ uẩn là được. Cho nên khi mà cái hành giả tu tập á, người ta thâm nhập cái chân lý cao tột này nè, họ thấy cái sự dính mắc, một cái sợi dây trói buộc tiềm ẩn bên trong, thì lúc đó đó cái trí tệ nhãn họ thấy được cái luồng ái này, họ thấy được cái sự trói buộc này, thì ngay lúc đó đó do nhờ thức định và tuệ nó viên mãn đó, nên nó tiến dần đến cái luồng ái đó, làm cho luồng ái diệt biến mất, sụp xuống liền, diệt liền, tan biến liền. Thì ngay khoảnh khắc đó nó chấn động, rung động tâm đạo sanh khởi đó, là sự diệt khổ đó. Khoảnh khắc đó là ái diệt, cho nên khổ diệt. Tại vì một cái luồng ái nó chối giữa danh và sắc, chối kịch, chối thâm thẳm bên trong đó. Nó tạo một cái năng lực tiềm tàng dai dẫn dữ lắm. Do chúng ta không có đủ định tuệ, cho nên chúng ta không có thể nhập. Mà khi mà định tuệ viên mãn thì thể nhập được cái điều đó. Thấy một cái luồng ái đó, gọi là chấp, cái điều chấp đó, có ái nó có chấp chặt, cột chói chặt giữa danh và sắc. Cho nên khi mà đoạn diệt cái luồng ái đó, bởi giờ so cái thái độ chơn chánh mà, gọi là chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, cả một tiến trình đến đây đó, vậy cho chánh kiến nó thấy rõ bản chất của nó. Bản chất của danh sắc là khổ,
chánh kiến nó thấy được điều đó, nó dẫn từ đó nó hướng đến cái luồng ái đó, nó chừng dính mắt ở đó. Lúc đó cái tâm nó hướng chỗ nào cũng thấy khổ chừng đó, nhưng mà có thấy có chỗ mà nó làm nên cái nguyên nhân của khổ đó, thì cái tâm của hành giả tự động sẽ tìm ra cái nguyên nhân đó, tự động hướng đến cái nguyên nhân đó, diệt cái nguyên nhân đó thôi à. Thì ngay lúc đó cái luồng đó nó không có còn chối nữa, không có còn cột của danh giữa danh sắc nữa, thì tâm lúc đó không còn bị chối trong danh sắc, cho nên tâm nó thấy niết bàn, cái tâm nó trong sạch vô cùng luôn, trong suốt. Tại vì khi mà ái diệt á, thì tất cả mọi cái thứ nó diệt hết trơn luôn, cho nên nó không còn một mảy may gì của sự mà ô nhiễm trong đó. Cho nên ái diệt thì nguyên một cả tiến trình nè, ái diệt thì tới gì, diệt thủ chấp đó, diệt diệt thủ hữu diệt, nguyên một cái tiến trình diệt hết, cái mắt xích nó diệt mất tiêu, cho nó đứt đoạn ngay chỗ đó, nó thay thế bằng cái tâm trong sạch đó. Thì tâm trong sạch đó chính là tâm đạo, tâm quả. Nên một cái tiến trình đó mà chúng ta phải giữ chánh niệm miên mật nha, không có gián đoạn nha, mà dần dần thâm nhập tới đó đó, nó có sức mạnh như vậy đó, sức mạnh chân chính của cái mà gọi là chánh, mà chánh kiến, chánh tư duy mà mới gọi là chánh được. Chứ mà chưa có chân chính thì sao nó gọi chánh được, nó là tà vậy đó. Mà đạt mức độ chân chánh như vậy đó, bất động luôn đó, mà nó trí tuệ nó làm việc. Thôi bây giờ có hỏi câu hỏi nào không? Bây giờ có câu hỏi nào mà cô? Đúng rồi. Màu sắc thì sao? Màu sắc nó khổ. Cái lạc, cái xả. Con thấy cái màu sắc mà không biết gì đúng hay là sai, con không biết. Bởi vì con học sư thành tuệ, con chỉ quán hơi thở thôi. Nhưng mà có một lần đó thì con quán phòng sẹp, thì con mới thấy như vậy. Và con có một trình pháp với sư thành tuệ. Và sư thành tuệ nói là bây giờ học với sư thì quán hơi thở, mà cô thì cô quán hơi thở tốt thì cô cứ theo hơi thở, thì cô quán phòng sạc nữa. Thì con hỏi, còn chứ quán hơi thở chứ bây giờ là con học 3 phát tiền rồi. Thì cô quán hơi thở vẫn tốt, đối với con là con thấy được thủy lạc, là khỏi xả, ở cổ, con thấy hết. Nhưng mà khi con nhớ như là nãy giờ sư nói tới cái quán phòng sạc á, cái nước gió lửa thì con nhớ trực tiếp là con một lần nữa con quán như thấy như vậy. Thật sự mình quán hơi thở nó cũng có đất nước gió lửa. Con sẽ con cũng thấy đất nước gió lửa luôn. Đất nước gió lửa con thấy được cả màu sắc của nó và hình dáng của nó luôn. Con thấy cái khổ nó màu gì và nó hình dáng như thế nào. Con thấy cái vị, cái lạc, và cả cái xả, con thấy cái khổ nó không có màu. Nhưng mà con thấy nó, lúc mà bởi con hỏi sư vậy đúng hay là sai. Thấy cái khổ nó có cái chất liệu của nó, con nhìn thấy được cái chất liệu của nó nữa. Và nó có đất nước gió lửa trong đó hết. Ví dụ màu cụ thể là màu sao? Con cái khổ thì con nhớ là con thấy nó hình tròn, nó có cái hình dáng là hình tròn và cái màu nó màu xanh đen. Ở dưới nó là có lửa. Ừ. Nó có lửa. Là chất liệu của nó là đất. Cái chất liệu của nó là cái khổ là đất. Thực sự nó những cái hiện tượng nó có chung vô trong cái khổ đó, nhưng mà không phải cái khổ đó là cái màu, nhưng mà những cái màu đó, sắc đó nó chung quy nó diễn ra trong quá trình quán khổ. Trong quá trình quán khổ thôi. Rồi con thấy cái lạc nó màu trắng. Nó có hình ảnh kim và nó có gió. Và con thấy cái thủy nó màu vàng, có hình ảnh kim mà nó cũng hình tròn. Mà cái con cũng thấy có gió nữa, còn nước á thì con thấy á là nó giống như là cái thạch nhũ trong cái hang động vậy sư. Con thấy cái nước đó thì nó ở cái trạng thái giống như thọ xả, không thủy không lạc và cũng không khổ. Thì con thấy nó ở cái thì con thắc mắc là khi quán phòng sạch á thì mình vừa cái cảm
cái cảm xúc, mình vừa nhận được cái cảm xúc và vừa nhìn được cái hình tướng. Mà tại sao mà khi mà mình quán hơi thở thì mình là chỉ nhận được cái cảm xúc thôi, thủy lạc rồi khổ rồi xả thôi chứ không thấy. Dạ thì xin sư cho con một lời giải thích. Thực sự cái tu tập của cô không phải là sai, không phải sai, nhưng mà nó cũng được đó, nó cũng đúng chứ không phải sai. Nhưng mà vậy nè, nếu mà tâm của cô đó nhìn vô cái hình sắc luôn đó, thì cái đó mình đi qua cái cận định, nó tiến lên cái cận định, nó hướng khác, nó không phải là vipassana. Cho nên đó, mình muốn vipassana đó thì cô nhìn những cái hình sắc nó luôn, nó sanh diệt luôn, nó thay đổi liên tục. Thay đổi liên tục. Còn mình mà muốn nhìn thẳng một chỗ đó, nó dần dần đi qua cận định. Nó cận định. Còn muốn nhìn nó thay đổi liên tục thì nó qua cái sắc na định. Nó vậy đó. Nhưng mà nó cận định đó, nếu mà con nhìn một đối tượng là trong đó thôi, nhìn liên tục, không phải nhìn liên tục, tức là chánh niệm nó liên tục á. Thì dần dần cái tâm của cô yên trên đó luôn. Yên trên đó, nó cũng có sự xả thiệt. Rồi cái sự thấy nó rõ hơn nữa. Có thể thấy nước và có thể thấy lửa, một yếu tố à. Nếu mình đập tâm một điểm thôi, thấy một yếu tố này, yếu tố đó thì hiện rõ ra luôn, thì cái đó qua cái hướng của cận định. Cận định nó làm cho mình rõ cái yếu tố đó ra. Nhưng mà có cái cận định đó đó cũng được đi chăng nữa, thì mình bắt đầu mình cảm, mình quán, mình nhìn, mình lấy sức, cái sức mạnh, cái sức định đó đó, mình quán để gì, nó chuyển từ dần dần qua sắc na định đó. Thì nó sắc ra định, nó mà đòn ghi nhận, nó sẽ thấu nhiều hơn, nó rõ các đối tượng, nó rõ, nó mở ra nhiều, thì nó có hỷ, nó lạc, nó mạnh hơn nữa, hỷ lạc nó sanh mạnh hơn nữa. Còn mình bên sắc ra định đó, thường thường là cái thái độ xả nó nhiều hơn, thì nó có định, sức định nhờ mình thái độ xả, cái thái độ của mình đó, xả ly, thì nó đạt được cái cận định. Còn ở bên khi mà cô giữ cái trạng thái định đó, rồi cô cảm nhận thay đổi của các tứ đại, sự sanh diệt của các tứ đại đó, liên tục trên đó, thì ngay khoảnh khắc đó nó chuyển qua bên sắc na, thì nó có hỷ, có lạc, có định sanh lên. Mà định này á, định trong từng sắc na, lạc này lạc sanh diệt trong từng sắc na, rồi cái định cũng từng sắc na luôn. Cái đó là tội vipassana cũng được chứ không có sao chứ. Nên nhớ có hai cách mình làm. Thực sự cô tu tốt đó, có định tốt, có định nó tốt, nhưng mà chịu khó ghi nhận cho nhiều để tuệ nó tăng trưởng. Cũng được, quán hơi thở thì mình giữ một cái tâm trong sạch đó, và mình cảm nhận mọi thứ nó sinh diệt hết. Được, không sao, được. Nhờ vậy đó mà tâm mình nó ly tham, tâm mình nó thanh tịnh dần dần, tâm mình từ bỏ, tức là mọi thứ ở đời nữa, tâm mình nó nhàm chán thì nó ly tham, nó ái, nó không sanh khởi theo. Tất cả mọi hiện tượng ở đời đó, mình làm sao quán nó với là vô thường khổ. Mình thấy sự nguy hiểm của nó đó, những cái cuộc sống bên ngoài có nhiều rất thứ nguy hiểm lắm, nó đưa đến đọa lạc không à. Thì mình hiểu được như vậy đó, tâm mình nó nhàm chán đó, đối với mọi sự vật hiện tượng, mà ái nó không có khởi, tâm nó có càng ngày càng thanh tịnh hơn nữa. Tu như vậy nó tiến bộ. Trong cuộc đời chúng ta phải quán về cuộc sống xung quanh đó, hàng ngày chúng ta nên quán vậy đó. Nhưng mà chúng ta cũng có đừng nên suy nghĩ người đó làm sao, tại sao họ như vậy. Biết rồi dừng, tâm nó không có phân tích nữa, mà nó trở vô bên đây mới quan trọng nè. Mình hiểu sự đời, mình hiểu, mình đi vào bên trong tu tập.
chứ không phải hiểu sự đời mình chạy theo sự đời mình chút ngay mình chạy theo mình tìm kiếm phân tích tìm tòi nó cũng không tốt nữa. Trở về bên trong hết nha, bên tại bên ngoài cái biết là biết tự nhiên, trí tuệ nó biết tự nhiên hiểu luôn, không cần phải phân tích nữa, người ta mới trở vào thấy cái sự đó sanh diệt bên trong, bên trong đây mới là quan trọng, nhớ đó. Chứ không phải mình thấy sự đời rồi mình chạy theo nó rồi mình tìm tòi ra nguyên nhân của nó, không có được gì chơi đó. Trở vào bên trong đây tìm tòi nguyên nhân bên trong đây nè, trở về trong danh sắc hiện tại. Biết tại cái đó cái trí mình biết một cách tự nhiên, biết rồi hiểu rồi trôi qua trôi qua, trở vào bên trong danh sắc thực tại đó là quan trọng. Rồi khi mà cơ quán cái là nãy nói với tứ đại đó, mình nhớ là mình nếu mà quán tứ đại đó làm sao cô phải làm nổi bật cái yếu tố gió lên. Mà nếu muốn làm nổi bật yếu tố gió thì cô phải ghi nhận cho nó nhiều, sự thay đổi cho nhiều, sự chuyển động cho nhiều, để cho yếu tố gió đó làm thay đổi tất cả những yếu tố khác luôn. Từ đó mà nó đưa đến sự sanh diệt rất là rõ. Do nhờ yếu tố gió. Đôi khi con nhìn một yếu tố đất có màu xám này kia mà con nhìn nó hoài đó thì nó đưa đến định, cận định thôi. Cận định cũng tốt chứ không có sao, nhưng mà phải quán nó thay đổi, dùng yếu tố gió tương tác cái yếu tố đó nó thay đổi. Nhờ cái sự thay đổi này nè, cái mà cái yếu tố thay đổi nó đưa đến, nó nhân gần đưa đến cái sự sanh sự diệt của danh sắc, của ngũ ẩn, nó đưa đến sự sanh diệt của tứ đại. Mà tứ đại sanh diệt dần dần á, bắt đầu cái nó mất dần trơn luôn. Thì từ từ cái tắc tứ đại nó mất hết luôn. Nên nhớ rồi đó, nhớ do nhờ cái yếu tố gió mà mình nhìn riết nó thay đổi riết thì tất cả bốn yếu tố nó biến mất hết trơn, đưa đến cái tâm thanh tịnh hơn nữa, trong sạch hơn nữa, nó đưa đến một giai đoạn nữa là thuần lạc luôn, nó mát vô cùng luôn, nó vượt ngoài các yếu tố đó, yếu tố định, yếu tố xả, nó vượt ngoài bốn yếu tố luôn. Cho nên Đức Phật ngài nói ví dụ như là một người đầu tệ, họ làm một con bò, làm thịt con bò để bán đó. Bắt đầu họ bày ra nè, đây là đầu bò nè, đây là chân bò, đây là đuôi bò, đây là lòng bò nè. Họ định danh đủ thứ trên đó. Nhưng mà họ bày ra bán thì có người qua lại mua cái này, tức là có người qua lại, kẻ qua người lại, qua lại, họ mua, lấy đem đi hết đây hết. Cho nên mình hãy nhìn yếu tố gió chuyển động liên tục đi, thì tự nhiên cái yếu tố khác nó biến mất dần, nó tan biến hết. Tan biến đến là không còn gì chứ, còn cái tâm trong sạch thôi. Hiểu không? Nhớ như ghi nhận yếu tố gió cho sư. Cũng giống như cái người bán đồ bán bò, bán thịt bò đó, người này qua mua đầu bò, mua chân bò, tại mình mà còn định danh nhiều đó, tứ đại nhiều thì mình vẫn còn ở trong tứ đại đó. Chứ hiểu không? Cũng giống như cái người đầu tể họ bán đó, đây là lòng bò, nếu để hoài đó không có ai đi qua lại chân thì nó còn hoài. Do nhờ có người qua lại, cũng giống vậy, do những yếu tố gió tương tác thì ba yếu tố còn lại nó tan biến dần, còn lại cái tâm trống rỗng. Quán theo cái lối đó cho sư nha. Cũng giống cái người đầu tể nhờ những người qua lại mua chân bò, mua lòng bò gì hết trơn, cuối cùng không thấy con bò, không thấy lòng bò gì trơn mà bán hết rồi. Thì người đầu tể nó tự do bán xong rồi. Người đầu tể hết còn phân biệt nữa là đây là con bò tôi hay là lòng bò gì nữa, không còn phân biệt nữa. Cũng vậy, cô cũng quán theo cái yếu tố gió đó, cuối cùng cô không còn thấy cái gì là đất nước lửa nữa hết trơn đó. Chỉ là mà hiện tượng của tâm sanh diệt thôi mà không có gì hết. Đó là cách để vượt qua tứ đại. Hiểu không? Cái gì nhớ nha. Để mà thôi chúng ta cứ đặt danh, đặt tên ở của tứ đại và đất, đại nước, cái đầu ban đầu thôi. Từ từ chúng ta lấy cái yếu tố gió mà quán, làm nổi bật yếu tố gió lên. Yếu tố gió thì sao nó chuyển động toàn bộ. Nó chuyển động làm cho cái yếu tố đất này nó thay đổi, yếu tố đất mất tiêu. Làm cho yếu tố lửa thay đổi, yếu tố lửa mất tiêu, trở thành mất tiêu luôn. Tố nước thay đổi đến mất tiêu luôn, trở thành trống rông không, một cái tâm thanh tịnh trong sạch. Lúc đó định sanh, cái gì thấy sự sanh diệt của danh sắc nó rõ hơn nữa. Nhờ đó mà tâm nó càng đưa lên nước cao, cái tâm cao thượng hơn nữa, tâm trong sạch hơn nữa. Hiểu không cô? Nhớ yếu tố gió nha, yếu tố gió là quan trọng. Cái gì có ai hỏi gì nữa không? Sơ thiền thì đúng không? Mình ở trong sơ thiền thì mình
muốn đi đến đến quả thì mình phải làm sao thưa sư ạ? Cái thiền quả đó mình chỉ có khi nào mình đắc đạo mình mới có thiền quả, của thiền quả. Cái người mà đắc sơ thiền ha, họ đắc sơ đạo nữa thì họ có thiền, cái thiền quả của sơ thiền. Còn mà cô chưa đắc đắc đạo thì nó không có cái thiền, cái quả của sơ thiền. Còn thứ hai nữa, khi nào mình chết mới hưởng được cái quả của sơ thiền. Hiện tại đó thì mình chỉ là cái tạo trạng thái của tâm thiền thôi, cái chức năng nữa thôi. Không, cái đó là tâm thiền thôi. Chỉ khi nào đó mình thuần thục cái tâm thiền đó rồi đó, khi mình chết mình mới hưởng được cái thiền quả đó, nó đưa cô sanh lên cõi nhị thiền, thì cái đó là hưởng cái thiền quả. Còn sống hiện tại này đó, cô chưa đắc đạo quả thì cô không có thiền quả. Cô phải có thiền rồi hay cô đắc đạo quả nữa, cô có cái thiền quả. Cô đắc lên sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, phải có cái thiền quả đó. Khi mà mình thuần thục cái sơ thiền đó thưa sư, thì mình phải xuất ra cái sơ thiền, sau đó là mình dùng cái cây đá ánh sáng còn á, thì có tự động mình nhập qua, mà trước đó mình có tác ý là mình để mình đi tầm lý tứ, mình tầm lý tứ, mình giữ tầm tứ, xuất ra mình giữ tầm tứ thì nó còn, mình không giữ tầm tứ thì nó mất. Dạ, dạ. Tức là tầm tứ trên cái niết tá đó, mình giữ cái chỉ tầm bắt trên cái niết tá đó, cái tứ giác trên niết tá mình giữ liên tục bên ngoài, không có nhập. Thì nó còn giúp đây hoài đó. Vậy thưa sư, vậy khi mình xuất ra là mình vẫn còn đặt cái ngay chỗ cái còn xuất ra này, thì mình tự động sẽ lên nhị thiền không sư? Không, mình xuất ra đó mình giữ cái ánh sáng lúc đó, mình không còn, như là mình giữ cái một cái điểm nào, giữ cái tâm thanh tịnh thôi. Tại vì á mình thuần thục nó rồi, mình xuất ra mình giữ cái tâm thanh tịnh, thì cái mình giữ cái tâm thanh tịnh thì cái niết tá nó còn hiện ở trước mắt vậy nè, ở trước mắt vậy nè. Thì lúc đó đó mình lờ đi mình, tại vì cái tâm nó bắt ở trên cái đối tượng này nè, lúc đó nó có thập cái tứ. Thì cô tu tập làm sao cô lờ cái tầm cái tứ đó coi nó mất không. Nếu mà cô lờ cái tầm tứ mà cái niết tá nó mất luôn á thì không nhập được. Mà cô lờ tầm tứ được á, mà cô giữ cái tâm thanh tịnh thôi, thì niết tá nó vẫn còn hiện hữu như nè đó, thì cô nhập vào đó thì mới gọi là nhị thiền. Mình tắt cái tầng tầm tứ rồi thì nó còn vậy, thì đó là con sẽ... phải mình phải thuần thục nó nhập vào. Không, mình vẫn giữ cái ánh sáng đó, vẫn giữ cái niết tá đó, vẫn giữ đó bằng cái sự duy trì của tầm tứ đó. Khi mà giữ duy trì của tầm tứ mà mình đó mình giữ duy trì làm sao mà mình giữ được cái định mà tầm tứ mà không cần giữ nữa thì mình mới lên được nhị thiền. Tức là mình giữ cái ánh tướng ấy nè, mà cô thấy cô không cần, cô giữ cái tâm định thôi thì mà tâm tứ nó không có mất. Ủa, tâm định thôi mà cái ánh sáng nó không mất mà nó càng rõ hơn nữa đó, thì bất đúng đó đó cô chìm vào vô cái ánh sáng đó đó, nó không có tâm tứ. Thì cái đó chính thức là bắt vào nhị thiền, không có tâm tứ. Còn cô mà giữ cái ánh sáng đó đó, cô giữ tâm định đó mà cái nó không rõ thì cô phải giữ tâm tứ tiếp. Nó vậy đó, tức là cái định của cô chưa thuần thục, hiểu không? Định chưa lão luyện, định lão luyện rồi á mà mình buông, mà giữ tâm định thôi, mình buông tầm tứ mà mình giữ được cái ánh sáng đó thì đã nhập tâm vô. Mà giữ cái ánh sáng đó mà buông tầm tứ mà ánh sáng đó nó mất đi á, là phải làm lại chừng nào nó thuần thục, chừng nào cái tâm định của mình nó mà giữ cái tâm định mà nó không mất ánh sáng đó, mà nó mất tầm tứ được á thì vô. Tức là mình lờ được tầm tứ mà mình vẫn giữ cái tâm định nó vững chãi vô thường đó. Cho nên nhị thiền này nó do định sanh, nó vậy đó. Nhị thiền này đó, cái hỷ lạc nó do định sanh, mình giữ cái hỷ cái lạc thôi, mình giữ cái hỷ cái lạc mà mình cái định nó vẫn vững vô cùng luôn. Mà nếu mà cô giữ cái hỷ không được á, mà cô thấy mà cô nắm cái hỷ mà cô thấy mới bị tuột xuống á, thì cô phải giữ lại tầm tứ nữa. Tầm tứ nó vững rồi mà con nắm cái hỷ thôi, mà cái không cần nắm tầm tứ nữa mà vẫn vẫn vô thường nha, cái ánh sáng
thì đó đó mình lờ được thành tứ, mình nhập vào. Nhưng mà đừng có dội lên lên, mình phải thuần thục sơ thiền. Phải thuần thục nó. Tại vì á, cái sơ thiền mà càng viên mãn á, thì lên nhị thiền đó, nó sâu sắc dữ lắm. Tại vì con nói cái xưa con định giờ luôn, tự con phát nguyện giờ xưa vô, nhưng mà trong sơ thiền cô còn có nghe bên ngoài vậy không? Dạ không, dạ con thấy vậy. Có nghe gì bên ngoài không? Hầu như là có đôi lúc mình không giật có nghe, nhưng mà con nghe con biết nghe cho đó, con vẫn tập trung cho cái đề mục của mình. À đúng rồi, không có chạy theo nghe. Tự động cái tâm nó đưa con vô. Cô mà nghe là hoại liền đó, hoại nhị hoại sơ thiền. Tại vì cái mình nghe đó là cái tầm cái tứ nó suy yếu đi, nó có bắt cái tầm tứ nó bắt ngoại cảnh rồi. Dục sanh trở lại, dục sanh trở lại thì hoại thiền. Cho nên nó nghe cởi, nó không để, không cần luôn. Giữ một cái tâm bên trong, một cái điểm bên trong, vững thu vào bên trong, vững thôi. Thì cái nghe dần 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 không còn nghe nữa. Cho nên cái nhị thiền mà cô nhập càng sâu á, thì không còn nghe bên ngoài luôn. Mà còn nghe thì các pháp mà bất thiện nó sanh lên nha. Cho nên cái nghe rất là nguy hiểm. Cái nghe nó phá vỡ cái trạng thái của sơ thiền. À, tự nhiên nó nghe thôi, nhưng mà mình đừng có hướng tâm đến cái nghe. Hướng tâm đến nghe là hoại sơ thiền. Cho nên không hướng tâm đó, không hướng tâm đó thì cái sơ thiền nó rất là vững, nó vững mà nó sâu sắc luôn, dần dần không còn nghe nữa. Mình bị nghe thì nó không bị mất. Mình bị nghe nhưng mà mình đừng không có theo nghe, không để ý đến nghe luôn, không cần, không cần đến nghe. Thì chẳng thấy sơ thiền nó sáng màu trắng, giống như chùm một cái khăn lên đấy đó, mát lạnh hoàn toàn. Đúng rồi, không có sai. Làm sao vững cho nó thù viên mãn đi. Tại vì cái sơ thiền mà nó không vững thì lên cấp tầng thiền cao nó yếu xìu à. Lên nhị thiền yếu xìu, lên tam thiền yếu xìu à. Lên tứ thiền yếu xìu. Cho nên cái sơ thiền mà mình thuần thục đó ha, tứ thiền nó sâu thẳm vô cùng luôn. Đa số bây giờ đó người ta nhập các tầng thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó không có lâu á, là do sơ thiền không có lão luyện, không có thuần thục. Cho nên lên các tầng thiền cao nó yếu lắm. Cũng giống như cô xây cái nhà lầu mà cái nền móng là không có chắc, thì lên các tầng trên đó nó lúc lắc lúc hoài luôn. Cũng vậy, sơ thiền cũng vậy. Tại vì do cái sơ thiền là cái bước ly dục đầu tiên, mà ly dục hoàn hảo rồi đó, lên các tầng thiền mình không phải mãi mãi đến cái sắc thinh đừng có xuất bên ngoài nữa, mà nó hoàn toàn trên pháp thôi. Ví dụ nhị thiền hoàn toàn trên bất thủy lạc bất định thôi, chú hoàn toàn trên đó, không còn cần phải nghe gì chứ. Gì đó, con xin hỏi sư một câu nữa là khi mà mình trú ở trong sơ thiền á, thì mình mất thì mình mới được về cái cõi sắc của sơ thiền. Nhưng mà mình cũng phải thuần thục đó nha. Tức là mình duy trì cái sơ thiền đó cho tới già tới chết luôn. Mỗi ngày đó, con muốn không có mất đó, con phải nhập nó thường xuyên. Sáng phải nhập, một ngày nhập mấy lần đó. Giống như hàng ngày mình phải ăn cơm vậy đó, mình mới sống. Thì mỗi ngày mình mới nhập, mình mới thuần thục nó. Còn chết đó, thì tử đó, khi mà xả thì mình định xả, mình ăn chuối được không xưa à? Thực sự á, mình vậy nè. Cô sợ sanh gì đó hả? Ví dụ nhập sơ thiền á, xuất ra sơ thiền mình quán trực tiếp lên nè. Mỗi lần như vậy luôn, mỗi ngày luôn, trước khi quán nhập vô sơ thiền xuất ra sơ thiền bắt đầu quán lên sắc. Thì nó sẽ là mình nó duy trì được cả hai, vừa có thiền và vừa có vipassana luôn, có quán luôn. Nhưng còn cách quán cái nè. Cách quán nữa, như ví dụ như cô xuất ra khỏi sơ thiền đi với tá vậy nè. Với tá trước mặt vậy nè, xuống ngực vậy nè. Thì cái tâm của cô á, quán thẳng trên niết bàn luôn. Quán thẳng trên đó làm sao không dính mắt trên niết bàn đó. Làm sao cắt được cái ái trên niết bàn đó. Phải đắc đạo ngay lúc đó luôn. Định đó đó, mà trong cái định đó đó làm sao không, lúc đó mình chưa nhập, nó nằm ở niết bàn dưới này nè. Thì mình có tư duy làm sao đó với niết bàn nó không dính mắt cái niết bàn đó. Tức là cái ái, đừng để cái ái dính đến niết bàn đó, đừng để cái tham ái bắt đầu quy tế vô cùng luôn, đừng có để cái ái sanh khởi trong đó. Tu làm sao cắt đứt cái ái đó với cái niết bàn đó thì sẽ đắc chứng đạo quả. Đó là một cách. Còn cách thứ khác nữa là nhìn thẳng vào đây,
tức là lấy trạng thái của sơ thiền vừa xả ra đó, cái trạng thái của cận định đó, lấy cận định nó bắt đầu, lấy trạng thái mà thanh tịnh đó nha, sự giữ cái thanh tịnh nó bắt đầu nhìn vô, nó áp vô danh sắc bên trong đây, ghi nhận danh sắc sanh diệt rất là rõ, tại do có định sẵn rồi, cho nên nhìn thẳng lên danh sắc thấy sanh sắc sanh diệt rất là rõ luôn, sanh diệt lý tuy vô cùng luôn, nhìn chỗ nào cũng thấu, chẳng là mở rộng cái tầm nhìn quan sát vô, thì dần dần nó thâm, nó thể nhập hết toàn bộ cái ngũ uẩn trong đây, rồi cái hướng đó nó dần dần nó sẽ thâm nhập từ chút rất là nhanh. Cho nên đó, mình có thiền rồi mình thiền làm duyên cho đạo đó. Cha ná bách cho vô, mắt gá bách cho vô. Nếu mà mình có thiền rồi mình biết áp dụng đưa đến đắc chứng đạo quả rất là nhanh. Thời xưa Đức Phật á, ngài hướng dẫn một số vị đắc thiền ngay lúc đó, ngài chỉ qua quán liền, đắc đạo liền. Thiền làm duyên cho đạo. Gọi là cha ná bách cho vô, mắt gá bách cho vô. Cái thiền này đưa đến đạo quả, nhưng mà phải quán trong đây mới đắc. Nó là duyên thôi, duyên này nó hỗ trợ. Tại vì á, mình đã ly dục rồi, mình sức, tức là mình nhờ cái trạng thái của ly dục đó. Cho nên thì nói rồi, quán Vipassana mấy vị muốn tiến lên đó, tầng cao mấy vị phải có sự ly dục, tức là mới di sắc thanh hương vị xúc. Mấy vị á, ly dục cho nên năm chuyện cái nó lắng động hết rồi. Cũng vậy đó, với cái người mà đắc sơ thiền rồi, nó sức khỏi sơ thiền, năm chuyện cái cũng vắng rồi. Sử dụng cái trạng thái đó, trạng thái tâm mà vắng trăm chuyện cái đó, trạng thái thanh tịnh đó, áp lên danh sắc bên trong mà chịu quán cho nhiều nha. Chịu quán nó thấu sanh diệt rất là rõ. Còn cách nữa là người ta lấy ánh sáng của tứ thiền đó rọi vô đây, cái đó không phải Vipassana nha. Rọi vô để nhìn thấy là tim gan phèo phổi giống như cái cục chơi nhìn đó, cái đó không phải Vipassana. Tại cái đó cô còn giữ cái tâm định của cận định. Mà giữ cái tâm định của cận định hoài thì cô không phát triển được cái Khandika Samadhi, sắc na định. Nhớ nha, cho nên giữ cái trạng thái thôi, trạng thái trong sạch mà cảm nhận danh sắc sinh diệt thì nó mới qua Khandika Samadhi. Tại vì ba loại định này ha, Khandika Samadhi nè, Upacara Samadhi và Apana Samadhi, tức là sát na định nè, cận định và an chỉ định. Thì hai cái định này nó làm duyên cho cái sát na, chỉ có sát na định nó mới tu tập đắc chứng đạo quả được. Mà ví dụ như trường hợp mà cô mà giữ cận định đó, chẳng hạn như cô giữ cái ánh sáng hoài vậy đó, rồi lấy ánh sáng rọi trong đây thấy rõ tim luôn, thấy rõ ruột gan phèo phổi trong đây rất là rõ, cái đó cũng là cận định chứ không phải sát na định. Định nó không đắc được đạo quả. Mà lên tới tứ thiền mới vận dụng cái ánh sáng được, bây giờ chưa đâu. Tại vì tứ thiền mình thuần thục cái niết tá mình mới vận dụng nó được. Sơ thiền như thiền đừng có làm, sơ thiền như thiền mình áp dụng cho Vipassana thôi. Vipassana thôi. Nhớ dùng cái trạng thái thanh tịnh đó. Áp vô trong đây. Cảm nhận sanh diệt quét hết toàn bộ bên trong đó. Quét liên tục chứ không phải quét qua một lần quét lại, không phải. Mọi phương diện mình có thể, chỗ nào mình thấy còn chướng ngại, mình cứ nhìn đến, mình cứ hướng đến, quan sát đến để giữ một cái tâm trong sạch của sự ly dục, nó nền tảng nó mà nó thấu hết. Hiểu không? Con quen nó thôi sư. Con xuất ra xong rồi con đi vô cái danh sách, xong rồi con đỡ đầu con sanh nghĩ lạc, con có định bên đây con quan sanh nghĩ lạc thì nó con quán sanh diệt rồi quán hỷ thẳng chân cái hỷ luôn. Quán hỷ chân hỷ, quán thẳng chân cái lạc. Chân lạc luôn. Ừ. Quả trên thẳng trên hiểu danh lạc, thấy nhân quả là sao? Ví dụ danh và sắc, danh sắc, danh sắc, danh ví dụ như là tâm nó thanh tịnh, thấy sắc nó yên lại, cảm giác nó yên hơn. Đúng rồi. Cái lạc đưa đến định, đưa đến định Khandika. Cứ tiếp tục để mà phát triển cái định của Khandika đó, định sát na đó, phát triển cái đó cho nó trong sạch. Nó trong sạch nó rộng mở bên trong đây, trở thành một cái tâm nó cao thượng dữ lắm. Làm sao phát triển cái hướng đó đi? Chứ trong đó mình phải luyện cái chánh niệm á. Luyện chánh niệm cho nó đi liên tục nha, đừng có gián đoạn. Để cho cái tâm nó trong sạch, nó kết nối hoàn toàn bộ trong đây, một khối trong sạch luôn rồi đó. Một cái tâm trạng thái trong sạch hết. Do cái nền tảng ly dục rồi đó, nó dễ thâm nhập lắm. Dễ lắm. Tốt. Chúng ta là hồi hướng nha.
Y đàn nô nha, y đàn hô tu, sư khi ta hôn tu nha, ta vô. Y đàn nô nha, y đàn hô tu, sư khi ta hôn tu nha, ta vô. Y đàn nô nha, y đàn hô tu, sư khi ta hôn tu nha, ta vô. Y đàn qua ta mê bún nhắn ngã xa hoa khá giang và hẳn hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa đu sa đu.